Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 691, chuyện cũ của Tô Thanh và Linh Lợi Lương Vương Ngáp, các ngươi trò chuyện, bản vương đi nghỉ ngơi một lát. Phụ nữ người ta tâm sự, dù sao đàn ông như hắn cũng không nên ở bên cạnh nghe. Thấy Lương Vương biết điều rời đi, Linh Lợi nở nụ cười, Vương Phi muốn biết chuyện trước kia của ta. Nếu ngươi bằng lòng nói, đương nhiên ta muốn biết, Thương Mai nói. Linh Lợi nhún vai, cũng không có gì là không thể nói, đều đã qua rồi. Nàng ta lấy mứt hoa quả trong áo ra, tự mình ăn một viên, sau đó lại đưa cho Thương Mai một viên, Thương Mai nói, người rất thích ăn đồ ngọt. Ngọt không tốt sao, ai thích ăn đắng chứ? Linh Lợi ngậm mứt hoa quả, nói chuyện lại hơi mơ hồ, xuất thân của ta cũng không phải là kém, là con gái của tri phủ Kiền Châu, chỉ là khi sinh ra có đại sư đoán mệnh cho ta, nói ta là tai tinh chuyển thế. Sau này sẽ mang đại nạn đến cho gia tộc, nhất định phải đưa ra ngoài đến 8 tuổi mới được về nhà. Vì vậy khi ta mới 1 tuổi đã được mẫu thân đưa xuống nông thôn, mãi đến năm 8 tuổi đó, lại bởi vì phụ thân sắp lên chức nên đón chúng ta trở về. Chỉ là, khi đó phụ thân đã nạp thêm mấy người thiếp, hơn nữa đấu đá vô cùng gay gắt, mẫu thân ở cùng ta tại nông thôn nhiều năm, tất nhiên không hiểu những âm mưu quỷ kế đó của bọn họ. Khi mẫu thân sinh đệ đệ ta bị hạ độc, một xác hai mạng, phụ thân thương yêu tiểu thiếp cộng thêm việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nên không truy cứu, chỉ âm thầm lạnh nhạt đối đãi tiểu thiếp 1-2 tháng, sau này vẫn yêu thương hết mực. Khi mẫu thân qua đời, ta 10 tuổi, lúc ấy cũng không biết mẫu thân bị độc chết, mãi đến sau này, năm ta cập kê đó, phụ thân nói với ta, có một vị tam công tử của hầu tước phủ vừa gặp đã yêu ta, trở về cho người đến hỏi phụ thân, thế là hôn sự được quyết định như vậy. Thương Mai nghe rất say mê, nếu như chỉ như vậy, tất cả đều vẫn tốt. Nhưng sau này đã xảy ra biến cố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh Lợi lại lấy một viên mứt hoa quả cho vào trong miệng, nhưng, khi đặt mua đồ cưới, trong lúc vô tình ta nghe thấy tiểu thiếp kia và ma ma bên người bà ta nói chuyện, lúc này mới biết sự thật về cái chết của mẫu thân, tiểu thiếp kia còn không muốn ta gả cho tam công tử, âm thầm muốn phá hoại, ta bị chọc giận, xông vào, Linh Lợi nói đến đây thì cười khổ. Nếu đổi lại là ta của bây giờ, nhất định sẽ không xúc động như vậy, từ sau khi mẫu thân qua đời, bà ta được nâng lên làm phu nhân, trong phủ đều là người của bà ta. Ta chỉ là một cô con gái đợi gả, nào có thể đấu được bà ta. Thương Mai nhìn ra được căm giận giữa ấn đường của nàng ta, mặc dù đang cố nén cảm xúc, nhưng dù sao căm hận đã khắc quá sâu, mối thù giết mẹ, sao có thể coi nhẹ như gió mây. Sau khi đi vào, bà ta ra sức chống chế, không thừa nhận hại chết mẫu thân. Ta nào chịu tin. Nói muốn ra ngoài làm ầm một trận, vì vậy bà ta giả vờ nói muốn tìm phụ thân nói ra sự thật, thật ra phụ thân đã biết từ lâu, bà ta chỉ là đang dỗ ta mà thôi. Sau khi ta rời đi, màn đêm buông xuống thì bị người ta bắt đi, ta bị ném trong một căn phòng gỗ bị bỏ hoang, toàn thân có tổng cộng 32 vết đao, sau đó, phòng gỗ bốc cháy, người ta đang đầm đìa máu tươi, lúc đó chỉ có một kết quả, đó chính là chờ chết. Linh Lợi cúi đầu, hai vai không nhịn được run rẩy. Thương Mai không ngờ nàng ta trải qua chuyện như vậy, luôn cảm thấy cô nương này kiêu ngạo, tài giỏi, nhanh nhẹn, nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ khóc thảm thương đến vậy. Khi ta tỉnh lại thì đã là 11 ngày sau, nàng ta chợt bật cười, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là chủ tử, người biết câu đầu tiên hắn nói với ta là gì không? Là gì? Thương Mai hứng thú nhìn nàng ta, Dạ Vương sẽ hỏi cái gì? Linh Lợi cười. Đáy mắt lại ngập nước, lúc ấy hắn cau này nói với ta, trời ơi, sao lại xấu thế? Thương Mai phụt cười thành tiếng, chỉ là cười nhưng lại cảm thấy khổ sở, có thể khiến vị tam công tử kia vừa thấy đã yêu, chắc chắn lúc trước khuôn mặt của Linh Lợi vô cùng xinh đẹp. Bởi vì khuôn mặt bị hủy hoại, An Nhiên lão vương gia dùng dao chữa cho ta rất nhiều lần, mài đi góc cạnh trên khuôn mặt ta, ông ta nói với ta, dù sao cũng đã vậy rồi, còn không bằng mang khuôn mặt này đi học chút bản lĩnh, bởi vì ngũ quan không nhô ra. Ta dịch dung tinh tế hơn người khác rất nhiều, cần bóp mũi cao thì bóp mũi cao, cần mí mắt thì có mí mắt, bờ môi muốn nặn thành thế nào cũng được. Cứ như vậy, ta theo An Nhiên lão vương gia tròn 2 năm, 2 năm sau, cũng học được bản lĩnh từ chỗ chủ tử, đi vào Tố Nguyệt lâu cho đến bây giờ. Ngươi, không trở về báo thù? Thương Mai hỏi. Linh Lợi lắc đầu, không. Thương Mai khẽ giật mình, với tính cách của Linh Lợi, vậy mà không trở về báo thù. Thế này rất không giống với tính cách bây giờ của nàng ta. Cũng không giống với tính cách trước kia của nàng ta, trước kia nàng ta mới nghe thấy tiểu thiếp và ma ma già nói chuyện cũng đã xúc động tức giận xông vào. Bây giờ học được bản lĩnh đầy người, vậy mà không trở về báo thù.
Đáy mắt Linh Lợi toát ra vẻ độc ác, nhưng rất nhanh đã bị phủ mất, thay vào đó là mênh mang tựa trời sao, ta đã đồng ý với An Nhiên lão vương gia, không nhớ đến thủ riêng, sau khi thay ra đổi thịt, sống một cuộc sống thoải mái, quên đi chuyện trước kia. Thương Mai biết nàng ta không cam lòng, gặp nạn lớn thế này, sao lại không muốn báo thù chứ? Nhưng nàng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cô nương này thật sự khiến người ta đau lòng. May mắn, Linh Lợi chợt cười, trận hỏa hoạn kia không quá lớn, vì vậy vết thương nghiêm trọng nhất của ta chỉ là vết đao, nếu không, ta thật sự biến thành quái vật rồi. Thương Mai khẽ nói, Linh Lợi, ta thật sự thương ngươi, nhưng mà, cũng rất kiêu ngạo vì ngươi, ngươi sống lại rồi. Ánh mắt Linh Lợi lấp lánh, Vương Phi, mỗi người đều có chuyện xưa, có trải nghiệm của chính mình, có một số người bình thường yên ổn, có một số người long đong lận đận, lại có một số người may mắn, không sao, chuyện không tốt đều sẽ trôi qua. Thương Mai cười nói, nhìn ngươi đi, bây giờ giống như một người thầy về cuộc sống rồi. Cô đổi đề tài, Tô Thành thích ngươi, ngươi biết không? Đáy mắt Linh Lợi hơi ngại ngùng, biết, ngươi không thích hắn, hay là nói, ngươi thích Dạ Vương. Thương Mai hỏi thăm, Linh Lợi vội vàng xua tay, chuyện này sao có thể? Sao ta lại thích chủ tử chứ? Vậy cảm nhận của ngươi đối với Tô Thanh là thế nào? Thương Mai thấy, vừa rồi khi nói đến Dạ Vương, dường như đáy mắt nàng ta có tình cảm đặc biệt, chỉ là hy vọng không phải là yêu, trước đây cô nương này đã khổ hơn 10 năm rồi, thật hy vọng nàng ta có thể được hạnh phúc. Dạ Vương, chắc chắn không phải là đối tượng tốt để gửi gắm tình cảm. Vì vậy, Linh Lợi thích hắn sẽ chỉ khiến chính mình đau khổ mà thôi. Linh Lợi cười, tam công tử kia chính là Tô Thanh. Hả, Thương Mai suýt nữa nhảy dựng lên, ngươi nói, Tô Thanh đã từng vừa gặp đã yêu ngươi. Trời ạ, hắn biết là ngươi sao? Ai biết chứ, ta biết là hắn là được rồi, nhưng mà ta bây giờ, không xứng với hắn. Linh Lợi nhún vai, tỏ vẻ không thèm để ý. Trời ạ, Thương Mai lẩm bẩm, chuyện này trùng hợp quá. Vậy mà trước kia Tô Thanh từng yêu thích người ta, hơn nữa còn là vừa gặp đã yêu, người có tính cách như Tô Thanh sẽ làm ra chuyện thế này sao? Hắn luôn lạnh nhạt, cho dù yêu cũng kiềm chế nhẫn nhịn. Không ngờ hắn sẽ vừa gặp đã yêu người ta. Thật ra ta chỉ nhìn thấy hắn một lần, năm đó hắn đi theo phụ thân đến phủ thăm hỏi, ngày ấy đúng lúc ta cập kê, ta trang điểm kỹ lưỡng, có lẽ hắn thấy ta xinh đẹp, chỉ là, ngươi nhìn ta bây giờ đi, đâu còn chút vẻ đẹp nào của ngày xưa. Mà bây giờ hắn thích ta, có lẽ cũng là bởi vì khuôn mặt giả này của ta. Khuôn mặt giả, nếu như hắn nhìn thấy khuôn mặt thật sự bây giờ của ta, e rằng sẽ hét lên chạy trốn. Nàng ta nói xong, nở nụ cười tự giễu. Chương 692, Hạ Lâm thực sự đang gặp nguy hiểm. Thương Mai có thể nghe ra sự thương cảm trong lời tự giễu của nàng ta, con người chứ đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình được. Phần tình cảm này của Tô Thanh. Sợ là phải kiên trì một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng Tô Thanh cũng không phải người nông cạn, cái gọi là vừa gặp đã yêu đó có lẽ không phải chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Có thể là trước đây hắn đã từng gặp Linh Lợi. Thương Mai nghĩ đến kiếp trước của Linh Lợi, không khỏi nghĩ đến kiếp trước của chính mình. Thật sự giống như đã trải qua một đời, nhưng những gì xảy ra trong một năm nay cũng giống như những gì xảy ra ở kiếp trước. Kiếp trước có hạnh phúc không? Cô cũng không biết. Cuộc sống thoải mái ở kiếp trước có lẽ hạnh phúc, nhưng có ích gì? Cô đã chết rồi, có lẽ cũng không có nhiều người buồn cho cô đâu, đúng không? Người thân không có, bạn bè cũng rất ít, đồng đội. Tình hữu nghị cũng có, nhưng mọi người đều chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh bất cứ lúc nào, bởi vì chỗ cô ở không phải là một tổ chức bình thường, mà là đặc công. Hai chữ đặc công đã thể hiện được hai thứ riêng biệt nhau, một là nguy hiểm, hai là công việc yêu cầu cao. Hai người im lặng trong giây lát, mỗi người đều đang suy tư về những chuyện trong quá khứ. Một lúc lâu, cả hai đều đồng thời thở dài. Sau đó, lại đồng thời nở nụ cười. Một nụ cười, như phảng phất một đời. Tiếng bước chân loạn xạ truyền đến, Lương Vương nhanh chóng vén rèm chạy lên, nhô đầu ra có người tới. Thương Mai và Linh Lợi ngay lập tức đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy thị vệ Đại Kim đang chạy tới. Vương gia, nhìn thấy Chiêu Quý Phi đi về phía đông. Đã cho người đi theo rồi. Chúng ta sẽ lập tức qua đó. Lương Vương mang lại giày, nói với Thương Mai và Linh Lợi. Thương Mai hỏi Đại Kim, nàng ta đi một mình à? Đúng vậy, chỉ có một mình Chiêu Quý Phi, tay ôm một chiếc lọ và tay xách đèn lồng, thuộc hạ từ phía xa đã nhìn thấy nàng ta. Đi, quả nhiên là ra ngoài tìm độc vật, Thương Mai lập tức ngoắc tay. Lương Vương dặn Đại Kim, các ngươi chỉ cần theo dõi từ xa,
đề phòng không cho phép người khác đi vào. Vâng, vương gia, Đại Kim nhận lệnh, vội vã rời đi. Ba người họ mang theo đèn lồng đi nhanh về phía rừng cây u tối. Đi được chừng một khắc, thì nhìn thấy phía trước có một tia sáng yếu ớt. Thương Mai thở dài nói, hai người trước tiên trốn đi, ta qua đó nói chuyện với nàng ta là được. Không sợ nguy hiểm sao? Nàng ta biết sử dụng cổ độc, Lương Vương nói. Thương Mai vỗ sợi dây thừng, không sao, ta cũng có thứ triệu hồi độc vật. Lương Vương và Linh Lợi tìm một cây to rồi núp kỹ và nói, được, chúng ta trốn ở đây. Chỗ này có thể nhìn thấy rõ, cũng có thể đề phòng có người đi đến. Lần này Tôn Phương Nhi tới đây để tìm độc vật, Hoàng thượng nhất định sẽ phái người đi theo, có lẽ chưa theo vào rừng cây, nhưng nếu Tôn Phương Nhi hét lên, nhất định sẽ thu hút mọi người. Thương Mai gật đầu, cầm đèn lồng đi về phía có tia sáng. Dần dần, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc y phục đen, đang ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm gì đó, chiếc đèn lồng được đặt sang một bên. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, một tay cầm đèn lồng chiếu về phía người đang đi tới. Nhìn thấy đó là Thương Mai, vẻ mặt nàng ta lộ ra vẻ thoải mái, là ngươi à? Thương Mai đi tới, Chiêu Quý Phi, đêm khuya tới đây, có cần ta giúp gì không? Tôn Phương Nhi di chuyển chiếc lọ ra sau lưng mình, nhàn nhạt nói, ta đến đốt hương, ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo. Vương Phi thật nhàn nhã, nửa đêm nửa hôm lên núi chơi. Ta tới tìm ngươi, Thương Mai nói. Tôn Phương Nhi cau mày nói, ngươi tìm ta làm gì? Ta muốn biết ngươi đã làm gì Lâm Lâm, Thương Mai tiến lại gần một bước. Tôn Phương Nhi chế nhạo, ta có thể làm gì hắn? Ta không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Thương Mai nhìn nàng ta không ngừng lùi về phía sau, chiếc lọ cũng để ra sau lưng. Cô cầm sợi dây sẹo trong tay ném ra theo đường vòng cung, dùng dây buộc chiếc lọ lại, rồi thu hồi dây sẹo, dịch chuyển chiếc lọ đến dưới chân mình. Tôn Phương Nhi lo lắng nói, ngươi muốn làm gì? Thương Mai giẫm lên chiếc lọ, lạnh lùng nói, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngươi trả lời câu hỏi của ta. Nắp lọ được đậy kín, là hũ sành thông thường có hoa văn bên ngoài. Bên trong chứa thứ gì, không cần đoán cũng biết không phải là thứ gì tốt. Tôn Phương Nhi ủ rũ nói, ngươi biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao hắn cũng sẽ không chết. Ta muốn hắn xuất cung. Không thể, Tôn Phương Nhi mở miệng từ chối, cau mày, bình tĩnh nói, Hoàng thượng sẽ không để mẫu thân ngươi và hắn xuất cung, ta không thể thay đổi được. Ngươi có thể làm được, Hoàng thượng sẽ nghe lời ngươi nói. Ta biết ngươi có cách để hắn xuất cung. Thương Mai cất sợi dây sẹo, vẫn như cũ dẫm lên chiếc lọ. Tôn Phương Nhi lạnh lùng nói, ngươi đánh giá ta quá cao rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chính mình còn không bảo vệ nổi, làm sao có thể cứu hắn? Cứu, Thương Mai tức giận, Hoàng thượng và ngươi đã làm gì hắn? Tôn Phương Nhi im lặng một lúc, tóm lại, ta đồng ý với ngươi, sẽ không để hắn chết, được chưa? Ngươi trả lại chiếc lọ cho ta. Không, ta muốn hắn xuất cung, ta muốn hắn và mẫu thân ta ra khỏi cung. Thương Mai kiên quyết nói, cô không thể mạo hiểm, như Tôn Phương Nhi đã nói, đến bản thân mình còn không thể bảo vệ được. Thì làm sao có thể bảo vệ Lâm Lâm? Chỉ cần rời khỏi hoàng cung, cô mới có thể yên tâm. Trong mắt Tôn Phương Nhi hiện lên một chút sầu não, Thương Mai, ngươi thật sự đánh giá cao ta rồi. Đệ đệ của ngươi bây giờ đã lọt vào mắt hoàng thượng. Hoàng thượng dễ gì để hắn xuất cung chứ? Thương Mai tức giận nói, các ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Tôn Phương Nhi nói, không phải ta làm gì hắn, mà tất cả đều do hắn tự chuốc lấy. Nói rõ xem, nói tiếng người đi. Thương Mai trầm giọng nói, nhưng không nén được tức giận. Nghe Tôn Phương Nhi nói, chắc hẳn hiện giờ Lâm Lâm đang gặp nguy hiểm. Cái gì mà tự chuốc lấy, nó chỉ là một đứa trẻ, nó làm gì mà lại bị như thế? Trong mắt Tôn Phương Nhi hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt của Hạ Thương Mai. Tôn Phương Nhi, Thương Mai bình tĩnh, cố gắng dụ dỗ nàng ta, giả sử như Nhu Dao xảy ra chuyện, người cũng sẽ rất lo lắng, mà Lâm Lâm là đệ đệ của ta cũng lo lắng cho nó. Không phải ta không muốn, mà là ta cũng hết cách rồi. Tôn Phương Nhi nắm chặt tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy không vẻ cam lòng và tức giận, ta có thể làm gì? Là hắn đã nói với Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng thượng biết bản lĩnh của hắn, cũng sẽ không đến mức này, ta không cần hắn giúp. Ngươi không cần hắn giúp, nhưng hắn đã giúp ngươi rồi, đúng không? Hắn đã giúp ngươi rồi, ngươi còn không đếm xỉa đến sao? Tôn Phương Nhi, ta đã từng cho rằng ngươi không phải người xấu. Lâm Lâm chỉ là một đứa trẻ, ở trong cung,
người duy nhất mà hắn có thể dựa vào chỉ có ngươi, ngươi vì sao thấy chết không cứu? Ta làm sao có thể cứu hắn? Nếu hắn không chết, hoàng thượng sẽ không để cho hắn ra ngoài. Tôn Phương Nhi nhìn không được hét lên. Nói xong, chính nàng ta cũng sửng sốt, vội quay mặt đi. Trong lòng Thương Mai lạnh lẽo, đây mới là kết cục thật sự, Hạ Lâm không chết thì không thể thoát ra được, hoàng thượng muốn lợi dụng hắn đến sức cùng lực kiệt. Cái gì mà không nguy hiểm chứ, chỉ là tạm thời không nguy hiểm, nếu không cứu hắn ra ngoài, hắn sẽ không sống được nữa. Thương Mai chậm rãi thả chân ra, lạnh lùng nhìn Tôn Phương Nhi, được, bây giờ chúng ta nói về kế hoạch hợp tác đi. Chương 693, ta chỉ muốn tìm người nói chuyện. Tôn Phương Nhi muốn rời đi, nhưng chiếc lọ vẫn đang ở dưới chân của Hạ Thương Mai, nàng ta không lấy lại được, chỉ có thể nhẫn nại nói, chúng ta không có gì hợp tác cả, người đi đi. Có, Thương Mai cúi người nhặt chiếc lọ lên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc bột, ta mở nắp lọ ra, những vật quý này của ngươi sẽ chết hết. Ngươi, vẻ mặt Tôn Phương Nhi căng thẳng, ngươi đừng lừa ta, bên trong không có gì cả. Sao lại không, đều là vật quý của ngươi. Ngươi mang chúng đến đây, bởi vì một năm chúng phải ăn những độc vật khác một lần. Ngọn núi phía sau chùa Bảo An có rất nhiều côn trùng và rắn độc. Ngươi phải bổ sung dinh dưỡng cho chúng, đúng không? Thương Mai chế nhạo. Trước đây, cô nghĩ rằng Tôn Phương Nhi đến đây là để bắt độc trùng, nhưng rõ ràng không phải vậy, bởi vì nàng ta rất căng thẳng khi cô đụng vào chiếc lọ này, còn không ngừng giấu ở đằng sau. Vì vậy, cô đoán trong lọ có vật quý của nàng ta. Nàng ta đưa vật quý của mình đến đây để kiếm ăn. Tôn Phương Nhi tức giận nói, Hạ Thương Mai, đừng có ức hiếp người quá đáng. Chuyện Hạ Lâm liên quan gì đến ta? Nếu không phải tự hắn nói cho Hoàng thượng biết máu của hắn có thể giải độc, Hoàng thượng cũng sẽ không muốn máu của hắn. Ngươi từng nói, hắn đã giúp ngươi, phải không? Vẻ mặt Thương Mai âm u hỏi. Tôn Phương Nhi tức giận, ta không bảo hắn giúp ta. Là hắn nhiều chuyện, hắn ngu ngốc, trong hậu cung lắm chuyện như vậy. Chính hắn muốn tìm cái chết, hắn muốn chết, ta có thể làm gì? Ta có thể ngăn cản được sao? Thương Mai hỏi, được, người nói cho ta biết, hắn nhiều chuyện như thế nào, người không giúp ta cũng được, nhưng ta muốn biết hắn ở trong cung đã làm gì, Hoàng thượng đã làm gì hắn? Tôn Phương Nhi cau mày, người đã đoán được, không phải sao? Người nói rõ cho ta biết đầu đuôi sự việc, thứ bên trong chiếc lọ này là bảo bối của ngươi, nếu những bảo bối này chết đi, Hoàng thượng cũng sẽ giết ngươi. Thương Mai lắc lắc thuốc bột, chuẩn bị bỏ vào trong. Người bỏ xuống, Tôn Phương Nhi lo lắng nói. Có nói không, trong mắt Thương Mai hiện lên sự tức giận, ta đã không bảo ngươi giúp ta rồi. Chỉ hỏi đầu đuôi sự việc cho rõ thôi, ngươi còn không muốn nói. Tôn Phương Nhi, ngươi không xứng với tình cảm mà Nhu Giao đã dành cho ngươi, cũng làm mất lòng tin của Hạnh Nhi đối với ngươi. Cô bỏ thuốc bột, lấy bạch ngọc quan âm từ trong tay áo ra, đi đến trước mặt Tôn Phương Nhi. Ngươi nhờ ta trả lại bạch ngọc quan âm này cho nàng ấy, nhưng nàng ấy không nhận. Nàng ấy nói, khắp thiên hạ này, người duy nhất xứng đáng nhận được bạch ngọc quan âm chỉ có ngươi, hơn nữa nàng ấy đã tặng nó cho ngươi, thì không có ý định lấy lại. Vẻ mặt Tôn Phương Nhi hơi sửng sốt, ta xứng sao? Ta không xứng. Nàng ấy nghĩ ngươi xứng, nhưng hiện tại xem ra ngươi thật sự không xứng. Thương Mai nâng quan âm lên, muốn vứt đi. Tôn Phương Nhi gấp gáp nói, không, không. Ngươi đưa cho ta, trả lại cho ta. Thương Mai ném bạch ngọc quan âm cho nàng ta cầm trong tay, lấy khăn tay ra lau mạnh. Vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Thương Mai khẽ thở dài, đặt chiếc lọ xuống, mà thôi, ta sẽ không ép buộc ngươi, ngươi không nói thì thôi. Nói xong, nàng xoay người, ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi. Chờ đã, Tôn Phương Nhi hét lên với cô. Thương Mai không quay đầu, nhưng ánh mắt đã thấu hiểu, yên tâm. Ta sẽ không bám chặt ngươi không buông. Tôn Phương Nhi giấu bạch ngọc quan âm đi, sau đó cầm chiếc lọ lên và nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là, ta không thể đưa hắn xuất cung được, ta chỉ nói cho ngươi cách. Thương Mai chậm rãi quay người lại, chân thành nói cảm ơn. Tôn Phương Nhi chỉ vào một hòn đá bên cạnh, ngồi xuống kia đi, từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng ta tự mình đi qua trước. Nàng ta đặt chiếc lọ xuống đất. Sau đó lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng, bên ngoài rắc một ít bột trắng, bột tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm rất tinh tế, từng chút một xộc vào mũi. Sau khi rắc bột trắng, nàng ta từ từ mở nắp lọ rất chặt nên phải tốn sức hồi lâu mới mở được. Sau khi mở ra, nàng ta đặt nguyên tại chỗ, rồi ngồi lên tảng đá. Thương Mai nhìn chiếc lọ,
chỉ thấy những con rết độc từ từ chui ra từ bên trong. Những con rết này rất to khỏe, mỗi con to bằng ngón tay cái, dài 20 phân, bàn chân rất dài, toàn thân đen bóng, các xúc tu trên đầu và đuôi rất dài và nhọn. Vừa được thả ra, chúng bắt đầu bò, động tác rất nhanh nhạy. Mặc dù Thương Mai đã nhìn thấy rất nhiều loài rết độc nhưng những con rết này vẫn khiến cô cảm thấy rợn người và khiếp sợ. Vật quý của ngươi, bao nhiêu tuổi rồi? Thương Mai hỏi. 5 tuổi, Tôn Phương Nhi lộ vẻ buồn bã. 5 tuổi, Thương Mai biết tuổi thọ của một con rết chỉ có 5, 6 năm, nói cách khác, sau 1 năm nữa, những vật quý này của Tôn Phương Nhi sẽ phải chết. Tôn Phương Nhi ngẩn người nhìn những con rết này, nhìn chúng bắt độc trùng, thân thể nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Thương Mai nhìn thấy 2 con rết đuổi theo 1 con rắn lục, con rắn lục rất độc, nhưng những con rết này lại không hề sợ hãi. Mấy năm nay, chúng vẫn luôn ở cạnh ta. Chúng chỉ có mình ta, mà ta cũng chỉ có mình chúng. Tôn Phương Nhi lẩm bẩm. Thương Mai không lên tiếng, dùng độc vật làm bạn, thật không biết đáng thương hay đáng buồn. Vì vậy, ta thực sự ghen tị với ngươi. Mọi thứ của ngươi không bằng ta, nhưng lại có được nhiều thứ hơn ta. Ngươi có người thân, bạn bè, có phu quân, mọi người đều một lòng với ngươi. Còn ta thì sao, ta có gì, người thân của ta không muốn thấy ta. Ta không có bạn bè, không có phu quân. Hoàng thượng sao, chẳng qua chỉ muốn máu của ta mà thôi. Tôn Phương Nhi cười khổ. Thương Mai mỉm cười, ta thua kém ngươi về mọi thứ, là những thứ gì? Gia thế, tướng mạo, dùng độc dược, ngươi làm sao có thể so với ta? Tôn Phương Nhi hùng hồn hỏi. Thương Mai bật cười, ngươi rất tự tin, nhưng cũng đừng so điểm mạnh của ngươi với điểm yếu của ta chứ. Điểm mạnh của ngươi là gì? Tôn Phương Nhi hỏi. Thương Mai suy nghĩ một chút, không có. Tôn Phương Nhi khẽ nói, thật ra, ta bị đánh bại bởi 2 từ ích kỷ, nhưng ai không ích kỷ chứ? Là người thì không lẽ không ích kỷ sao? Ai cũng ích kỷ cả, ai cũng nghĩ đến bản thân mình trước, nhưng ngươi không thể vì ích kỷ mà làm tổn thương người khác, đúng không? Thương Mai không muốn thảo luận những vấn đề này với nàng ta, nhưng nàng ta thật sự rất cô độc, muốn tìm người nói chuyện. Tôn Phương Nhi nói, ta không có ý định hại ai cả. Ta chỉ muốn kiếm tiền, muốn để mọi người biết rằng cho dù là con thứ, cũng có năng lực hơn con cả. Nàng ta rũ quần áo, lắc đầu, thôi bỏ đi, nói với ngươi những chuyện này, ngươi cũng không hiểu, không nói nữa, nếu Hạnh Nhi ở đây, có lẽ nàng ấy sẽ hiểu ta đang nói gì. Vậy nói về Hạ Lâm đi, Thương Mai đột nhiên cảm thấy sảng khoái sau khi nghe nàng ta kết thúc chủ đề này. Nhìn thấy thái độ này của cô, Tôn Phương Nhi hơi không vui, nghe ta nói, khiến ngươi khó chịu à? Không, Thương Mai cau mày, có điều, ta không phải là người biết an ủi người khác. Ta không cần ngươi an ủi, ta chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi, ngươi không thể nghe một chút sao? Khuôn mặt trắng nõn của Tôn Phương Nhi hiện lên vẻ không vui, vẻ cô đơn và thất vọng trong mắt có thể nhìn thấy được. Chương 694, Tôn Phương Nhi bày mưu. Nhìn thấy nàng ta như vậy, Thương Mai đành phải kiên nhẫn nói, xin lỗi, ta hơi lo lắng cho Lâm Lâm. Không phải ta không muốn nghe ngươi nói, được rồi, ngươi muốn tâm sự, ta sẽ tâm sự với ngươi. Tôn Phương Nhi nhìn cô, há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời, đành phải nói, bỏ đi, ngươi lo lắng cho Hạ Lâm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra trước đây ta đã nói với ngươi rồi, để nghĩ cách đưa hắn đi. Khi đó, Hoàng thượng vừa biết được hắn dùng độc dược rất giỏi, cũng không ỷ lại vào hắn, nếu như lúc đó có thể nghĩ cách mang hắn đi. Thì hôm nay cũng sẽ không đến mức này. Thương Mai cũng rất áy náy, là ta làm không tốt, không kịp đưa hắn đi. Lúc đó hỗn loạn như vậy, cô cũng không nghĩ ra cách nào đưa Hạ Lâm đi được. Tôn Phương Nhi ừ một tiếng, chắc ngươi cũng có thể đoán được tại sao bệnh của Hoàng thượng lại thuyên giảm nhanh như vậy. Quả thật là dùng cổ độc để chữa trị, mà những cổ trùng này, ngoài việc phải ăn độc vật ra thì phải hút máu của ta mới có thể chữa được bệnh cho Hoàng thượng, cứ 5 ngày 1 lần. Nàng ta xắn tay áo lên, Thương Mai nhìn thấy trên cánh tay nàng ta có vô số lỗ nhỏ ửng đỏ, trong đó có mấy lỗ còn đang bị nhiễm trùng. Những cổ trùng này không gây hại cho ngươi sao? Thương Mai hít một khí lạnh. Không, chúng không làm hại ta được, chúng chỉ hút máu của ta để cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng. Tuy nhiên, phương pháp này không phải là kế lâu dài, bởi vì những cổ trùng này tuy có thể chữa được bệnh nhưng đồng thời cũng mang một loại độc tố. Dần dần loại độc tố này sẽ xâm nhập vào cơ thể Hoàng thượng. Nhanh nhất là 1 năm rưỡi, sau 2-3 năm, Hoàng thượng sẽ bị trúng độc mà chết. Nàng ta khẽ thở dài, hôm đó, khi ta đang cho cổ trùng ăn, tình cờ bị Hạ Lâm nhìn thấy,
hắn nói, nếu ta tiếp tục làm vậy, ta sẽ chết. Ta đuổi hắn ra ngoài, hắn lại chạy tới chỗ hoàng thượng nói, để cổ trùng hút máu của hắn, bởi vì máu của hắn có thể giải độc, cứ như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không trúng độc mà chết. Sau đó hoàng thượng để hắn thay thế cho ngươi, Thương Mai đau lòng nói. Không, hoàng thượng hoàn toàn không tin lời hắn nói, lúc đó ta biết hắn đang gặp nguy hiểm, ta cũng đã nói ở trước mặt hoàng thượng, cổ trùng không thể hút máu của hắn, không thể thay máu của ta bằng máu của hắn được. Ta làm như vậy, thực ra không phải vì hắn, mà là, cổ trùng là thứ duy nhất của ta. Máu của Hạ Lâm có tác dụng giải độc, cổ trùng sẽ dần dần mất đi độc tính và không thể phát huy được hết tác dụng. Nếu muốn duy trì hiệu quả thì ta phải uống thuốc độc hoặc thường xuyên tìm độc vật cho cổ trùng ăn. Hoàng thượng lúc đầu tin lời nói của ta, cho nên ta cũng đã nói với người hiện tại hắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà, ta không ngờ rằng, sau đó hoàng thượng đã ngất đi, sau khi tỉnh lại quyết tâm muốn thử máu của Hạ Lâm. Hoàng thượng không dám để cổ trùng trực tiếp hút máu của Hạ Lâm, mà lại yêu cầu để máu của hắn và ta dung hợp lại với nhau, sau đó cho cổ trùng ăn, như thế mới phát huy hết hiệu quả giải độc. Sau đó đã thử một vài lần và thực sự thành công. Nàng ta thở dài, tỏ vẻ bất lực. Thương Mai nhớ Hạ Lâm nói muốn về nhà, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, ngoài chuyện này ra, hoàng thượng còn ép hắn làm gì nữa không? Tôn Phương Nhi nhìn cô nói, hiện giờ hoàng thượng định để cho cổ trùng trực tiếp hút máu của hắn. Hắn rất sợ rết, nhưng rắn độc lại không sợ. Không biết tại sao hắn lại sợ rết như vậy. Thương Mai cũng không biết, hắn là người biết dùng độc, trước đây từng thấy hắn lôi ra rất nhiều độc trùng, hắn cũng không sợ. Rết cắn người rất đau, hắn sợ đau. Thương Mai đột nhiên nghĩ. Đau, đau thì có sao chứ? Tôn Phương Nhi giật mình. Vừa nói. Nàng ta vừa nhớ lại lần đầu cho cổ trùng ăn, bị cổ trùng cắn, nàng ta khóc cả nửa canh giờ. Hắn chỉ là một đứa trẻ, Thương Mai thở dài liên tục, cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôn Phương Nhi nói, nếu hắn không chết, hoàng thượng sẽ không cho hắn ra ngoài. Ngươi vừa nói có cách, là cách gì? Thương Mai hỏi. Tôn Phương Nhi nói, sư huynh ta có một loại thuốc giả chết, sau khi uống vào, người sẽ có triệu chứng như bệnh chết giả. Ngươi có thể hỏi huynh ấy loại thuốc này. Sư huynh ngươi là ai? Thương Mai vội vàng hỏi. Vẻ mặt Tôn Phương Nhi hơi kỳ lạ, ta cũng không gặp hắn, chỉ biết hắn đã vào kinh thành một năm trước, vẫn luôn ở lại đến giờ, muốn tìm ta để báo thù cho sư phụ, nhưng huynh ấy không tiếp cận ta được, ta đi tìm huynh ấy, nói có thể giúp huynh ấy giết ta, xin huynh ấy thuốc giả chết. Thương Mai cau mày, ngươi chưa từng nhìn thấy hắn. Đúng vậy, khi sư phụ thu nhận ta, huynh ấy đã thành nghề rồi, sau đó cũng không gặp lại nữa. Hắn tên gì? Lương Hán Văn, người Cát Châu, người có thể đi đến quan phủ hỏi một chút, có lẽ sẽ tìm thấy địa chỉ của huynh ấy. Người nơi khác đến kinh thành sống phải đăng ký ở chỗ quan phủ. Tôn Phương Nhi nói. Thương Mai nhìn nàng ta, Tôn Phương Nhi, hy vọng ngươi không nói dối. Tôn Phương Nhi hơi tức giận, ta có khi nào lừa ngươi? Thương Mai đứng dậy nói, được, nếu lần này thành công, ta nợ ngươi một ân tình. Nếu sau này cần Hạ Thương Mai ta giúp đỡ. Ngươi cứ việc lên tiếng. Nói xong, cô bước tới, cẩn thận tránh những con rết đang bò, giơ đèn lồng lên rồi rời đi. Tôn Phương Nhi sững sờ nhìn bóng lưng của cô, khi Hạ Thương Mai đi rất xa, nàng ta đột nhiên gọi lại, chờ một chút. Thương Mai quay lại, nâng cao chiếc đèn lồng lên, chiếu về phía nàng ta. Tôn Phương Nhi trượt xuống hòn đá, chậm rãi đi về phía cô, trong mắt hơi ngượng ngùng, xin lỗi, ta lừa ngươi rồi. Thương Mai không tức giận mà lạnh lùng nhìn nàng ta. Thuốc chết giả, ta có. Tôn Phương Nhi nản lòng nói. Vậy ngươi để ta tìm Lương Hán Văn là có ý gì? Tôn Phương Nhi cắn môi, huynh ấy muốn giết ta, ta hy vọng ngươi có thể tìm ra huynh ấy đang ở đâu. Chỉ vậy thôi, Thương Mai nhìn chằm chằm nàng ta, tức giận nói, ta đã nói chúng ta có thể thỏa thuận, nếu như ngươi giúp ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nhờ ta tìm người này, ta có thể giúp ngươi. Nhưng sao lại nói dối? Nếu kéo dài một ngày, Lâm Lâm sẽ càng nguy hiểm. Ta, Tôn Phương Nhi quay mặt đi, chua xót nói, ta không biết người có giúp ta hay không, ta. Các ngươi đều không thích ta. Thương Mai nhìn vẻ mặt tủi thân của nàng ta, hai, xinh đẹp cũng là một ưu điểm, ai có thể tức giận với khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Quên đi, thuốc chết giả của ngươi có đáng tin không? Có nguy hiểm gì không? Tôn Phương Nhi lắc đầu, ta không biết. Ta chưa từng sử dụng nó. À, Tôn Phương Nhi nhanh chóng giải thích, phối phương này là phối phương độc nhất của sư phụ.
mặc dù ta chưa từng sử dụng, nhưng sư phụ đã sử dụng rồi. Như thế nào, ngươi có thể cho ta một viên không? Thương Mai nghe nói đã có người sử dụng, cũng yên tâm đôi chút, nhưng chung quy vẫn có nguy hiểm, cô muốn lấy nó về để nghiên cứu. Ta không mang theo bên người. Ngày mai ngươi vào cung, nghĩ cách đi tới Hy Vi cung, ta sẽ cho ngươi thuốc chết giả và thuốc giải. Tôn Phương Nhi nói xong, sắc mặt ửng hồng, nhân tiện, ngươi thử xem phân lượng, ta không biết phân lượng bao nhiêu. Thương Mai trừng mắt nhìn nàng ta. Tôn Phương Nhi nhanh chóng giải thích, ta không phải đã nói sao. Ta chưa từng dùng. Thương Mai cũng không nói nên lời, bỏ đi, ngày mai ta vào cung, ta sẽ không tới Hy Vi cung, nếu không sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Ngày mai ta sẽ vào cung tìm Hoàng Thái Hậu. Nhưng ngày mai không phải là ngày thỉnh an. Không sao cả, bà ấy không phải muốn ban thưởng cho lão thất vài cơ thiếp sao. Ta đến nói chuyện này, Thương Mai không ngờ đây lại trở thành cái cớ để cô vào cung. Chương 695, ra vẻ ta đây. Tôn Phương Nhi nhìn cô rời đi, nhíu mày, cười khổ nói, một người ngu mà cũng có người cố hết sức cứu, nhưng ai sẽ đến cứu ta? Ai muốn giúp ta đây? Giọng nói của nàng ta cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Thương Mai nghe không sót một chữ, hoặc là vì cánh rừng này quá yên tĩnh. Cô vẫn bước đi mấy bước như cũ, giả vờ không nghe thấy gì, sau đó lại trở về chỗ ban đầu rồi nói, đúng rồi, có chuyện này quên nói với ngươi, là đã tìm được nhu giao rồi, chắc rằng ngày mai hoặc ngày mốt có thể hồi kinh. Tôn Phương Nhi ngạc nhiên nhìn cô, đôi môi run run, thật chứ? Thật, lão thất sẽ đưa nàng ta về. Thương Mai nhìn nàng ta, trong mắt nàng ta đầy nước mắt xúc động. Cái người Tôn Phương Nhi, Thương Mai không biết nên nhận xét thế nào, rất ích kỷ, nhưng cũng rất đáng thương. Đa tạ, đa tạ, Tôn Phương Nhi cúi người lẩm bẩm. Thương Mai phức tạp nhìn nàng ta một hồi, sau cùng cũng không nói gì mà xoay người đi. Lương Vương và Linh Lợi đi ra, đi theo sau lưng cô, Lương Vương hỏi, nói chưa? Thương Mai nói rồi, chúng ta thu dọn xuống núi trước đi. Đi đường rồi nói. Xuống núi trong đêm, suốt đường nói chuyện của Tôn Phương Nhi cho hai người, cuối cùng còn nói luôn câu tự thương hại bản thân của Tôn Phương Nhi. Sắc mặt của Lương Vương cũng hơi phức tạp, thật ra Tôn Phương Nhi cũng không quá xấu xa, nếu không thì mẫu thân của Nhu Giao cũng không cứ quan tâm nàng ta, chỉ là việc cứu nàng ta, chúng ta cũng chịu bó tay. Thương Mai biết, cứu Tôn Phương Nhi khó khăn hơn cứu Hạ Lâm nhiều. Nhưng câu nói đó của Tôn Phương Nhi cứ vang vọng suốt trong lòng cô. Hôm sau, Lương Vương thám thính được buổi trưa Tôn Phương Nhi đã về đến cung. Thương Mai cũng lập tức vào cung, vì Tôn Phương Nhi xuất cung đi lễ Phật, theo quy củ thì sau khi về cung phải đi thỉnh an Thái Hậu. Đi lúc này thì có thể hợp lý gặp được Tôn Phương Nhi. Hoàng Thái Hậu khá ngạc nhiên khi hôm nay Thương Mai lại vào cung, nhưng sau khi nghe cung nhân bẩm báo ý đồ của Thương Mai thì bà ta đã nở nụ cười đắc ý, nói với người bên cạnh, ai cũng nói hạ Thương Mai này làm việc ổn thỏa chắc chắc. Bây giờ lại không bình tĩnh nổi, có thể thấy được nó cũng là một người bụng dạ nhỏ nhen, ghen ghét người khác. Thái hậu nương nương có gặp nàng ta không? Như Dung hỏi. Hoàng Thái hậu lạnh nhạt nói, gấp gáp làm gì? Bảo nó đợi bên ngoài, nửa tiếng sau rồi gặp nó, giảm bớt sự hăng hái của nó cũng tốt. Dạ, chỉ là Chiêu Quý Phi cũng ở bên ngoài, cũng không để ý như nhau hay sao ạ? Như Dung hỏi tiếp. Hoàng Thái hậu cười lạnh, hiện nay ả độc phụ đó dựa dẫm Hoàng thượng. Không thể không để ý nàng ta được, bảo về đi. Cứ nói ai ra biết tâm ý của nàng ta khổ cực một chuyến rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngừng lại, bà ta lạnh nhạt nói tiếp, lúc ngươi đi ra ngoài truyền lời nhớ nhân tiện nói vài câu cho Hạ Thương Mai nghe, gây khó dễ cho nó. Dạ, Như Dung nói xong rồi lui ra ngoài. Bên ngoài điện, Thương Mai và Tôn Phương Nhi đang chờ, lúc hai người gặp mặt thì đều hành lễ với nhau, có lẽ Tôn Phương Nhi xuất cung vất vả một chuyến. Lúc bước lên thềm đá thì bước chân không ổn định, Thương Mai còn đỡ nàng ta. Chỉ là hiển nhiên Tôn Phương Nhi không chịu nhận ý tốt của Thương Mai, sau khi đứng vững thì hất tay Thương Mai ra và lui ra sau mấy bước, giữ khoảng cách với Thương Mai. Đối với người chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt như nàng ta, Thương Mai cũng không để ý gì nhiều, chỉ cười lạnh, quý phi nương nương phượng thể quý giá, phải cẩn thận. Tôn Phương Nhi tức giận nhìn nàng ta, nhưng không lên tiếng. Lúc Như Dung đi ra, thấy sắc mặt hai người chẳng hợp nhau, đứng cách nhau rất xa, nàng ta biết khi xưa hai người này có mối thù cũ nên cười thầm trong bụng, tiến lên nói với Tôn Phương Nhi, quý phi nương nương, Thái hậu vừa nghỉ chưa dậy, đang trang điểm, ngài nói biết quý phi xuất cung lễ Phật vất vả nên nương nương cứ về cung nghỉ ngơi trước, hôm khác lại đến thỉnh an.
Tôn Phương Nhi không ngẩng mặt lên mà hơi cúi, xin nhờ chuyển lời cho Thái hậu nương nương, thần thiếp xin cáo lui. Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Thương Mai một cái mà quay người đi mất. Thương Mai cũng kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, tỏ vẻ khinh thường nàng ta, chỉ là bàn tay trong tay áo nắm lại. Vương Phi, người chờ thêm một lúc, Thái hậu nương nương còn đang trang điểm xong còn phải ăn canh dưỡng sinh nữa, phải thu xếp vài việc mới có thể gặp người ạ. Như Dung trấn tĩnh nhàn nhã nhìn Thương Mai nói. Thương Mai nói, vậy chẳng phải ta đã làm phiền Hoàng Thái hậu rồi hay sao? Như Dung nhàn nhạt cười, Hoàng Thái hậu quản lý cả hậu cung rộng lớn chuyện nhỏ gì cũng cần ngài ấy lo nghĩ, hôm nay cũng không phải là ngày vào cung thỉnh an, thế nên Thái hậu cũng không dư giả thời gian rảnh để gặp ngài. Có điều tuy Thái hậu bận nịu vô cùng nhưng chung quy vẫn có thể dành ra một lúc rảnh rỗi, nhưng đành để Vương Phi chờ lâu một chút. Chắc là nửa tiếng, cũng có khi là một tiếng. Thương Mai biết trước bà ta cố ý gây khó dễ, may mắn mục đích vào cung hôm nay cũng không phải để gặp bà ta, bèn nói, Hoàng Thái Hậu vất vả như thế, ta đây không thể giúp đỡ mà cứ thêm phiền, đúng là không hiểu chuyện, nhờ cô chuyển lời cho Thái Hậu nương nương, ta không làm lỡ thời giờ của nương nương nữa, chờ ngày thỉnh an sẽ vào cung sau. Nói xong, nàng khom người về phía cửa điện, sau đó thì quay người đi. Vốn dĩ Như Dung phụng mệnh gây khó dễ cho cô, ai ngờ cô cứ thế mà đi. Ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng gọi, Vương Phi xin chờ một chút. Thương Mai vờ như không nghe thấy, ra khỏi cửa thì quẹo phải, khi Như Dung đuổi theo ra thì chẳng thấy người đâu nữa. Nàng ta giận dữ nói, tính tình của Nhiếp Chính Vương Phi đúng là phách lối. Nàng ta về điện, Hoàng Thái Hậu vẫn đang tỉ mỉ nhìn dung mạo được trang điểm ở trong gương, rất bất mãn với kiểu trang điểm không đều màu này. Như Dung đi vào và bẩm báo Thái hậu nương nương, Vương Phi đã đi rồi. Bà ta đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hưng dữ, đi ư. Vâng ạ, ngoài miệng nói không nên làm phiền người, nhưng rõ ràng là không muốn chờ. Như Dung nói. Hoàng Thái hậu vỗ bàn, gương đồng trên bàn chấn động như sắp rơi, Như Dung vội vàng đi tới đỡ lấy, Hoàng Thái hậu bớt giận. Sao mà bớt giận được? Hoàng Thái hậu bỗng nhiên đứng dậy, ả ta cũng thật to gan. Ai ra bảo ả chờ, ả dám không chờ ư. Tưởng ai ra không dám đưa người đến vương phủ ư. Như Dung nói, hôm nay nàng ta vào cung, nói là tới vì chuyện này, nhưng chẳng muốn đợi chút nào, có thể thấy dáng vẻ lên mặt. Hoàng Thái Hậu tức giận khó kìm nén được, càng nghĩ càng thấy tức, xem ra ai ra còn không cho ả biết tay thì ả sẽ không coi ai ra ra gì thật. Như Dung chêm vô, Hoàng Thái Hậu, vị vương phi này cứ liên tục chống lại người, thái độ lúc thỉnh an cũng rất kiêu ngạo. Từ khi nàng ta trở lại, thì dù là cung phi hay mệnh phụ đều lạnh nhạt với người hơn nhiều. Vị lão thái quân Trần gia cứ cáo bệnh không vào cung thỉnh an, có thể thấy được là vì nàng ta xúi dục. Hoàng Thái Hậu càng tức giận hơn, không sao, từ sau khi ả về, thái độ của những tiện nhân đó đều thay đổi, mụ già Trần gia là cái thứ gì chứ? Ai ra cho phép bà ta vào cung thỉnh an là cất nhắc bà ta rồi, nhưng bà ta ỷ vào việc khi xưa Long Thái Hậu coi trọng bà ta nên không coi ai ra ra gì. Bà ta cũng chẳng thèm coi lại, bây giờ ai làm chủ hậu cung, vẫn là Long Thái Hậu ư. Như Dung nhân cơ hội nói, Hoàng Thái Hậu, người nên khôi phục lại uy phong của mình, nếu chuyện này cứ thế kéo dài, sợ rằng không ai coi người ra gì nữa. Hoàng Thái Hậu gật đầu, cân nhắc một chút, người đi gọi Tổng quản nội phủ tới đây. Trước đó Nhiếp Chính Vương từng bắt một đám tham quan, sau khi chém đầu tham quan thì mang tất cả nữ quyến đi ban thưởng, có người chưa nhập nô tịch là để ban thưởng đợt sau. Chọn mấy người thưởng đến Nhiếp Chính Vương phủ, coi như là khẳng định lại chiến công của vương gia. Chương 696, ban thưởng xuống. Thương Mai vừa về phủ chưa được nửa giờ thì ban thưởng từ trong cung đã tới rồi. Đây không phải là ban thưởng của Hoàng Thái Hậu, mà là của Hoàng Thượng. Vì Mộ Dung Khanh đã cấp tốc hồi kinh trước, bẩm báo tin tức từ Bắc Mạc. Bắc Mạc và Đại Chu chính thức ngưng chiến, đây đúng là một tin tức cực kỳ tốt đối với Hoàng đế. Mà cùng lúc này cũng nhận được tin thắng trận từ An Thân Vương, đại quân dễ dàng thắng lợi áp đảo Tiên Bi. Tiên Bi đầu hàng, Dâng Quốc Thư đầu hàng, sau này trở thành nước lệ thuộc của Đại Chu, hàng năm đều tiến cống, mãi mãi không dám dùng binh. Người Tiên Bi xảo quyệt, gì mà mãi mãi không dùng binh chứ, Hoàng đế đương nhiên là không tin, nhưng giải quyết được Tiên Bi, đúng là đáng vui mừng. Lần này Tiên Bi đại bại, thua vì lòng quân không yên. Vì trước đó Tiên Bi muốn liên thủ với Bắc Mạc để đánh hạ Đại Chu, chỉ là Sở Kính dùng thủ đoạn lừa đảo, trước đó cũng chẳng trao đổi tin tức với Tiên Bi. Tiên Bi cho rằng Sở Kính đại bại thật nên không thể ngăn cản Đại Chu nữa,
bọn họ nghĩ Bắc Mạc mất hết năng lực chiến đấu, Đại Chu chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công Tiên Bi. Tiên Bi chỉ là một nước nhỏ, làm sao mà ngăn nổi đội quân tinh nhuệ của Đại Chu chứ? Trong lòng đã thua một bậc, cộng thêm dụng binh như thần, kết quả đã đến chiến trận ép Tiên Bi từng bước tháo chạy trước cả năm ngày. Cuối cùng, An Thân Vương vây thành, quốc vương Tiên Bi và các triều thần thương nghị nửa canh giờ, nhanh chóng đầu hàng. Tiên Bi cũng là một dân tộc co được giãn được, biết chui chỗ trống, đánh mấy phát, không đánh lại thì đầu hàng, dù sao cũng không tổn thất. Nếu nói Sở Kính dẫn đầu phái chủ chiến chính là một con sói ác độc, vậy Tiên Bi chính là một con trồn gian xảo, thi thoảng đến trộm gà, cũng không gây ồn ào gì nhiều, trước giờ vẫn thế. Đại Chu mất một con gà, thấy chuyện không lớn nên cũng không rầm rộ đi bắt trồn, nhưng cứ bám dai như đỉa thế kia, có làm gì cũng không bứt ra được. Lần này An Thân Vương bắt được con trồn này tại chỗ, ít nhất thì trong 2 năm tới, chuồng gà của Đại Chu được an toàn. Hoàng đế nhận được 2 tin tốt, nét mặt cực kỳ vui vẻ, chưa chờ Mộ Dung Khanh hồi kinh đã ban thưởng trước rồi. Tất nhiên là cũng ban thưởng cho An Thân Vương phủ, An Thân Vương không ở trong phủ nên tạm chưa ban thưởng xuống, chờ hắn ta về rồi đưa qua. Việc làm này của Hoàng đế đã khích lệ trăm họ, ai cũng thay nhau khen cách nắm quyền của Hoàng thượng, có công thì thưởng. Ai cũng vui mừng bày tỏ niềm tin to lớn đối với Hoàng thất. Đương nhiên là lời đồn đãi trước trận chiến cũng lắng xuống. Trước trận chiến trong dân gian có một nhân sĩ biết đoán trước nói, nếu lần này Mộ Dung Khanh lập công hồi triều, Hoàng thượng chắc chắn sẽ sợ hắn công cao chấn chủ, sẽ nghĩ đủ cách để giảm bớt uy danh của hắn. Khi đó trăm họ đều lo lắng, sợ giặc ngoài vừa xong thì nội loạn lại nổi lên. Hôm nay, Hoàng đế làm như thế đã làm yên lòng rất nhiều người. Cũng yên lòng một vài triều thần vẫn cứ ủng hộ Nhiếp Chính Vương. Chỉ là có vài người thấu triệt vẫn mơ hồ thấy lo. Lo việc làm này của Hoàng thượng là để khiến Vương gia lơ là, chờ đến khi Vương gia kiêu căng ngạo mạn thì sẽ tìm ra sai lầm. Lập công mà về, còn được ân sủng nhiều như thế, ai mà không bành trướng chứ. Ban thưởng của Hoàng thượng chưa được bao lâu thì ban thưởng của Hoàng Thái Hậu cũng tới rồi. Ban thưởng của Hoàng Thái Hậu khá là xuất sắc. 3 sấp gấm lụa trơn. Nói rằng hiện nay vẫn đang trong thời kỳ để tang nhưng Vương Phi ăn mặc quá sặc sỡ, nên đặc biệt ban thưởng tơ lụa trơn để Vương Phi may mấy bộ xiêm y. 3 cây châm bạc khảm bạch ngọc điểm xuyết phỉ thúy, nói rằng trang sức trên đầu của Vương Phi quá lộng lẫy hoa lệ, không thích hợp dùng trong thời kỳ để tang, nên đặc biệt ban thưởng vài món đồ trang sức đơn giản để Vương Phi dùng trong các trường hợp trọng đại. 3 quyển kinh Phật, 1 quyển kinh Kim Cang, 1 quyển Tâm Kinh, 1 quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Còn cố ý dặn Vương Phi đọc Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nhiều để hồi hướng cho phụ thân và tổ mẫu, vì 2 người họ chết thảm. Ngoài ra còn có 2 nữ nhi của 2 vị tội thần, ai cũng xinh đẹp như hoa, nói rằng đã được dạy dỗ trong cung, biết quy củ, xuất thân ban đầu là từ thế gia vọng tộc, tính tình hiền lành, có thể giúp quán xuyến việc nhà, biết văn biết chữ, tinh thông cầm kỳ thi họa, sau này có thể cùng tham gia yến hội với Vương gia. Hơn nữa, tu dương cá nhân còn rất tốt đẹp. Sau này nếu sinh con thì phong thái cũng không đến mức khiếm nhã. Vì là nhi nữ của tội thần nên đã bị xóa tên, Hoàng Thái Hậu còn cố ý ban tên mới, để 2 người hầu hạ Vương gia. Và Vương Phi, Hoàng Thái Hậu ban cho 1 người tên Uyển Tuệ, 1 người tên Uyển Tĩnh, ban họ Lâm, ngụ ý để 2 người 2 góc cây thành rừng, sau này sẽ sinh 1 đàn con cho Vương Phủ. Sắc mặt của Như Dung hơi phách lối ban bố chỉ ý, sau đó thì nói với Thương Mai, Vương Phi. Hoàng Thái Hậu thật sự hết lòng vì ngài, mong ngài đừng có phụ lòng tốt của nương nương. Bây giờ 2 vị mỹ nhân vẫn chưa có tước vị, chờ Vương gia về rồi Hoàng Thái Hậu sẽ nói với Vương gia tấn phi cho 2 vị này. Ý nói rằng, sau này 2 người đều có tước vị, người cũng đừng có bắt nạt người ta. Thương Mai nhìn 2 người, tướng mạo đúng là xuất sắc, nhất là người tên Uyển Tuệ, nhan sắc tinh tế, làn da trắng noãn mịn màng, đôi mày lá liễu, đôi mắt phượng như lặng lẽ bay lên. Đủ loại quyến rũ khó nói thành lời. Còn người tên Uyển Tĩnh, mặt mày đoan chính, tướng mạo kém hơn Uyển Tuệ, nhưng cũng là một mỹ nhân. 2 vị tiểu chủ tiến lên ra mắt Vương Phi đi, Như Dung nói. 2 người bèn liên tục đi tới, cúi người trước mắt Thương Mai, nô tỳ tham kiến Vương Phi. Thiếp tham kiến Vương Phi. Lúc hành lễ, cách tự xưng của 2 người không giống nhau, Uyển Tĩnh xưng nô tỳ, còn Uyển Tuệ xưng thiếp. Thương Mai lạnh nhạt đáp lại. Dặn Tiểu Khuyên, đưa 2 người xuống, lát sau lại dẫn tới gặp ta. Dạ, Tiểu Khuyên lên tiếng đáp lại, căm thù nhìn 2 người rồi nói, 2 vị, mời đi với ta. Tiểu Khuyên không xưng là nô tỳ, nàng ta không muốn coi 2 người này là chủ tử,
rõ ràng là kẻ địch. Như Dung lạnh lùng cười, quy củ của Vương phủ đúng là không nghiêm khắc, xem ra Vương phi cần phải nghiêm trị rồi. Thương Mai mỉm cười như ánh mắt lại lạnh lẽo như lưỡi dao, thế sao? Quy củ trong cung của Hoàng Thái Hậu cũng không nghiêm khắc, sao ta dám nghiêm khắc đây? Như Dung vẫn cười nhạt phản bác, Vương phi nói sai rồi, Hoàng Thái Hậu cai quản hậu cung. Thương Mai ngắt lời nàng ta, lạnh lùng nói, nghiêm khắc ư. Một tên cung nữ cũng dám tùy tiện chỉ trích bản Vương phi, đây là quy củ từ đâu ra vậy? Để hôm nào bản phi phải hỏi Hoàng Thái Hậu mới được, quy cung trong cung của nương nương là như thế đúng không? Là nô tài mà có thể tùy tiện bắt bẻ chủ tử. Như Dung ngẩn ra, còn muốn thanh minh thì Thương Mai đã hất tay áo, không tiễn. Rồi quay người dẫn người đi về. Như Dung giận đến nghiến răng, căm hận nói, khó trách ai cũng nói vị nhiếp chính Vương phi này phách lối, đúng là thế thật. Nàng ta cũng thở phì phò đưa người đi tặng thưởng đi về. Thương Mai biết nàng ta trở về thì sẽ bịa đặt một phen, nhưng cũng không lo, có đắc tội bà tay hay không thì bà ta cũng chẳng cho mình êm đẹp đâu. Hai người họ Uyển được an bài ở tại Lam Nhược Các, Thương Mai đưa bốn nô tỳ Xuân Hạ Thu Đông mà Hoàng Thái Hậu ban thường phân phó đi hầu hạ hai người họ. An bài xong, hai người đi tìm Thương Mai để thỉnh an nhưng Thương Mai không gặp, chỉ bảo hai nàng về nghỉ ngơi trước. Chương 697, chỉ có hai canh giờ. Vì đã biết Lão Thất sắp về, tâm trạng Thương Mai rất tốt, cũng lười tính toán mấy chuyện này. Hai đứa trẻ tạm thời khá hiểu chuyện, không dám giở trò danh mãnh gì, Thương Mai gọi hai người trông chừng chúng, không cho phép tụi nhỏ chạy lung tung, dù sao cũng là con gái của tội thần, lại còn là trong cung ân thưởng, nếu trong ngày vui này xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền phức vô cùng. Xử lý xong mấy chuyện này, Thương Mai nói với Vương Tuấn, ngươi cho người bắt mấy con chuột về đây, chút tối ta cần dùng. Chuột, Vương Tuấn trừng to mắt, Vương Phi cần chuột làm gì ạ? Còn dùng vào buổi tối. Có việc cần dùng, Thương Mai cười thần bí, không nói gì thêm. Vương Tuấn cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là thấy Thương Mai cần tìm chuột, cảm thấy khó hiểu nên mới hỏi thử, hiện giờ nghe cô nói có việc cần dùng, cũng không hỏi nữa, nhận lệnh lui xuống. Trời chập tối. Vương Tuấn quả thật đã cầm một cái lồng sắt đến, bên trong nhốt đến mấy con chuột lông trắng xám, chúng đang nhảy nhót trong lồng. Được rồi, đặt ở kia đi, Thương Mai chỉ chỗ góc tường, nói. Vâng, Vương Tuấn đặt chuột xuống, đá nhẹ cái lồng, nghịch thật đấy. Ta muốn mấy con nghịch ngợm như vậy, Thương Mai nói. Đuổi hết mọi người ra ngoài, Thương Mai một mình trong phòng. Tôn Phương Nhi cho cô 3 viên thuốc giả chết, còn có 3 viên thuốc giải. Ngoài ra còn kèm theo một tờ hướng dẫn. Nét chữ của Tôn Phương Nhi rất thanh tú, ngay ngắn thẳng hàng, nhấc bút cũng rất dứt khoát. Thương Mai tự ước chừng liều lượng, nghiền nát một viên thuốc giả chết, dùng ngón tay khều khều, trộn cơm cho một con chuột ăn. Sau đó, với cách tương tự, những con chuột tiếp theo đều dựa vào đó thêm một chút liều lượng, bắt đầu tính thời gian. Con chuột đầu tiên, sau khi ăn cơm, khoảng 2 tiếng thì bắt đầu bất động. Những con khác, đều chưa đến 2 tiếng đã lâm vào trạng thái chết giả. Tôn Phương Nhi viết là, sau khi chết giả, chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, nếu sau 12 canh giờ không uống thuốc giải thì sẽ chết thật. Vậy nên, trưa hôm sau, Thương Mai tiếp tục cho chúng uống thuốc giải, nắm chắc liều lượng, có điều, tất cả chuột đều không tỉnh lại. Chưa qua 24 tiếng mà những con chuột đã uống thuốc giải đều không tỉnh lại, hay là cô đã cho quá liều thuốc giả chết, hay là thuốc giải không có tác dụng. Chập tối, chuột vẫn chưa tỉnh, Thương Mai lệnh người vứt hết đi, sau đó lại bắt vài con chuột về. Lần này, cô rút ngắn thời gian hạ thuốc giải, sau khi cho uống thuốc giả chết, cô chia ra trong 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng cho uống thuốc giải. Chuột uống thuốc giải trong 1 canh giờ và 2 canh giờ đều tỉnh lại, chuột uống trong 3 và 4 canh giờ đều không tỉnh lại. Vậy nghĩa là, thuốc giả chết không giống như Tôn Phương Nhi nói, trong vòng 24 tiếng uống thuốc giải là được. Mà là trong vòng 4 tiếng. 4 tiếng, thời gian còn lâu mới đủ. Phát hiện Hạ Lâm chết, Hoàng thượng nhất định sẽ gọi Thái Y đến khám, giữa chừng sẽ chỉ hoãn mất 1 tiếng. Sau khi chứng thực đã chết, Hoàng thượng sẽ không lập tức hạ chỉ đưa hắn xuất cung, bởi vì, ông ta sẽ toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Lâm, sự trì hoãn này sẽ không chỉ 2 tiếng, 2 canh giờ, mà có khả năng là 1, 2 ngày. Thế thì Hạ Lâm sẽ từ chết giả thành chết thật mất. 2 canh giờ, làm sao có thể trong vòng 2 canh giờ khiến Hoàng thượng đưa Hạ Lâm xuất cung? Cô không thể đi đón, bởi lẽ, Hạ Lâm là chết đột ngột, trước khi chuyện này được công khai, cô
cô không thể nào đường đường chính chính nhận được tin này. Do vậy, cô cũng không thể nhập cung. Khi nghĩ đến nỗi tâm trí rối bời thì Tiểu Khuyên tiến vào bẩm báo, trưởng công chúa đã đến. Thương Mai đành phải xốc lại tâm trạng, ra ngoài gặp Tráng Tráng. Hôm nay Tráng Tráng vô cùng vui vẻ, nàng ta dẫn theo Cầm Chi và Quỳnh Hoa bước vào, mặt đầy ý cười. Nhìn thấy Thương Mai, nàng ta chau mày, theo lộ trình, hôm nay đám lão thất hẳn đã đến nơi, sao phận làm thê tử như người có vẻ không vui lắm nhỉ? Thương Mai miễn cưỡng cười, không vui đâu ra. Người nhìn người kìa, cười miễn cưỡng cỡ nào? Sao vậy? Tráng Tráng kéo tay cô đi vào, bởi vì ban thưởng của Hoàng thượng sao? Thương Mai cười, đúng là tiếng tốt đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Nàng ta gióng trống khua chiêng đến phủ đánh người, ai mà không biết. Tráng Tráng hừ lạnh, cái ân điển này thật khiến người ta bực mình, người cũng thiệt tình, sao lại nhịn chứ? Ta lười tính với bà ta. Tráng Tráng thấy cô mặt ủ mày trao, hỏi, vậy thì có chuyện gì thế? Thương Mai sai Tiểu Khuyên đóng cửa, sau đó nói kế hoạch thuốc giả chết của Tôn Phương Nhi cho nàng ta nghe, cũng nói cả kết quả nghiên cứu của mình. Tráng Tráng nghe xong, không khỏi tức giận, hắn thật sự điên rồi sao? Vì để bản thân có thể sống sót, hy sinh người khác một chút thì có gì đáng trách? Ắt hẳn nhiều người đều nghĩ vậy, chung quy mạng của mình vẫn quan trọng hơn mạng người khác. Hai canh giờ, sao có thể đưa Hạ Lâm xuất cung? Nếu lỡ mất thời gian, sẽ chết luôn đấy. Tráng Tráng cũng lo lắng. Ta đã nghĩ rất nhiều cách nhưng không khả thi. Tráng Tráng suy nghĩ một hồi, nói, người xem thử cách này được không? Sau khi Hạ Lâm giả chết, trong vòng hai canh giờ, Hoàng thượng nhất định sẽ xem qua hắn, xác định hắn chết rồi thì sẽ không nhìn hắn nữa, dù có điều tra cũng sẽ không nhìn thi thể để điều tra đúng chứ. Thế thì có thể để Tôn Phương Nhi lén đút thuốc giải, sau khi uống thuốc giải, Hạ Lâm tỉnh lại, nhưng vẫn giả chết như cũ đến khi có thể mang hắn xuất cung, người cảm thấy thế nào? Thương Mai lắc đầu, cách người nói ta cũng đã nghĩ đến, nhưng không khả thi, một người nếu chưa chết sẽ hô hấp, thế nào cũng có âm thanh và động tác, hơn nữa Hạ Lâm không giỏi giả vờ, nếu lộ ra, trái lại sẽ không hay. Hơn nữa, người xử lý thi thể trong cung nhất định là người của Hy Vi Cung, những người này đều là tâm phúc của Hoàng thượng, làm giả không được mà mua chuộc cũng không xong. Người cảm thấy, Lương Thụ Lâm có thể giúp một tay không? Tráng Tráng hỏi. Ta cũng từng nghĩ đến, nếu hắn có thể giúp sẽ có cơ hội thành công nhất định, nhưng chuyện này không thể nào chỉ qua tay một người là hắn được, nếu bị bắt thóp, không nói chức quan của hắn, ngay cả đầu hắn cũng không giữ nổi. Người cảm thấy Lương Thụ Lâm sẽ nguyện ý từ bỏ mạng sống của bản thân để giúp Hạ Lâm sao? Tráng Tráng lắc đầu, vậy thì không đâu, lần trước tha cho Linh Lợi là do không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Đúng vậy, lần trước hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền. Hai người nghĩ mãi không ra, rốt cuộc, Tráng Tráng nói, hay là, đợi lão thất về, hỏi xem hắn có cách gì không? Còn hơn hai người chúng ta ở đây nghĩ đến nát óc. Thương Mai âu sầu nói, ta chỉ e. Hắn ở trong cung thêm một ngày, thì càng thêm nguy hiểm. Tráng Tráng cũng vô cùng sốt ruột và lo lắng, mấy ngày Thương Mai đi Bắc Mạc, tuy họ từng gặp nhau, nhưng cũng chỉ bình thản gật đầu, không nói với nhau câu nào. Nhớ lại mấy lần lừa gạt đó, nàng ta chỉ cảm thấy trong lòng uất ức và đau nhói khó tả. Nàng ta luôn tự nhủ với chính mình, bỏ đi, tất cả những hắn làm chẳng qua cũng vì chính bản thân mình thôi. Nhưng mỗi khi đêm đến, nỗi đau khắc cốt ghi tâm trong quá khứ lại tràn về. Nhắc nhở nàng ta, giữa người thân với nhau thậm chí còn lạnh nhạt hơn người dưng nước lã. Người chưa từng đau, e sẽ không biết mùi vị của nó. Chương 698, rốt cuộc đã trở về. Đến tối Mộ Dung Khanh mới về đến phủ. Hắn sắp xếp cho Tần Châu ở Tây Uyển Hoàng Cung xong mới về phủ. Tây Uyển Hoàng Cung chuyên tiếp đãi binh sĩ quốc gia. Ban đầu, tên ăn nói thiếu suy nghĩ Tiêu Thác đề xuất muốn nàng ta ở lại phủ. Mục đích cũng là để giám sát nàng ta chặt hơn, nhưng Mộ Dung Khanh sao có thể mời nàng ta về. Suốt đêm tiễn nàng ta đến Tây Uyển xong mới về phủ. Tần Châu cũng không muốn ở trong phủ, có một số việc tận mắt nhìn thấy sẽ khiến người ta càng khó chấp nhận hơn tưởng tượng. Trên chặng đường đến Bắc Mạc, trong lòng Tần Châu luôn chồng chất tâm sự, thứ nhất là vì rời khỏi Bắc Mạc, tuy biết lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất với nàng ta, nhưng nàng ta luôn e ngại sẽ xảy ra biến cố. Thứ hai, có một số việc, nàng ta không biết nên đối mặt thế nào. Xe ngựa rời khỏi Tây Uyển, Tiêu Thác nói, vương phủ lớn như vậy, thực ra giữ Tần Châu ở lại vương phủ không phải càng tốt sao? Nàng ta làm gì đều trong tầm mắt chúng ta, an toàn biết bao. Tô Thanh cốc đầu hắn, an toàn,
dựa vào đâu mà người nhìn ra Tần Châu ở trong vương phủ rất an toàn. Tần Châu là tướng soái Bắc Mạc, trong tay nắm trọng binh, hơn nữa hiện giờ Bắc Mạc chia 5 xẻ 7, nếu có người âm thầm suy đoán, vương gia mời nàng ta đến là để giúp vương gia, Tô Thanh hạ giọng, nổi dậy, sau đó vương gia lại trợ giúp nàng ta về Bắc Mạc tranh đế vị, vậy vương gia thật sẽ oan ức thấu trời, việc này phiền phức cỡ nào người biết không? Tiêu Thác làm gì nghĩ đến điều này? Nghe Tô Thanh nói, nhất thời hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng hiện giờ dù ở tại Tây Uyển, rốt cuộc người vẫn là do vương gia mời về, hoàng thượng sẽ không cho rằng vương gia có lòng riêng chứ? Chắc chắn sẽ có suy nghĩ như vậy, cho nên càng phải tránh gây hiểu lầm, sau này chúng ta không được qua lại nhiều với Tần Châu, cũng không được quá thân thiết, tóm lại, người hãy nhớ, tránh hiểm nghi, nếu không Tiêu gia của người sẽ chuốc lấy phiền phức. Hoàng thượng luôn e ngại Tiêu Kiêu, hiện giờ Tiêu Kiêu đã sắp về triều, nếu Tiêu Thác không biết cân nhắc thiệt hơn, chạy đến Tây Uyển sẽ dễ gây nên hiểu lầm. Ta biết rồi, Tiêu Thác gật đầu đồng ý. Tô Thanh thấy Mộ Dung Khanh cứ im lặng suốt, nói, vương gia, bên phía hoàng thượng, người định nói thế nào? Nói thẳng, Mộ Dung Khanh nói hai từ ngắn gọn, hoàng thượng sớm đã có nội ứng giám sát tất cả, nếu giấu giếm ngược lại sẽ không hay. Cũng tốt, dù sao mục đích của chúng ta chỉ là muốn dẫn Tần Châu rời khỏi Bắc Mạc, khiến chiến tranh có thể kết thúc triệt để, hoàng thượng cũng sẽ không làm gì Tần Châu, không cấp thiết thì không cần gấp gáp, chúng ta cũng đừng can dự quá nhiều. Mộ Dung Khanh ừm một tiếng, nhưng hiển nhiên vẫn tâm sự chồng chất. Tiêu Thác hỏi, vương gia, người vẫn lo lắng gì vậy? Mộ Dung Khanh nheo mắt, nói, bổn vương chỉ lo rằng, không chắc Lạc Thân Vương có thể đấu được Sở Kính, trước khi chúng ta về nước, bổn vương đã gặp Thiên Cơ Tử một lần, Thiên Cơ Tử cũng lo lắng chuyện này, bởi vì, hiện Lạc Thân Vương đang bị mối thù sát hại thê tử làm mờ mắt, hẳn sẽ nghe không lọt tai mấy câu khuyên bảo, nếu Sở Kính ra chiêu độc, không chắc ông ta có thể tiếp giá được, nếu làm việc cảm tính, trái lại sẽ khiến Khang Bình Đế bị thương, hơn nữa, Lạc Thân Vương muốn rửa sạch tội danh cho Tần Châu. Ta chỉ e ông ta không xem trọng việc này, chỉ một lòng muốn báo thù, thế thì, Tần Châu phải mãi mãi mang tội danh giết Vương Hoàng Hậu, thời gian ở Đại Chu bị trì hoãn thêm, mà nàng ta ở Đại Chu càng lâu, sẽ càng bất lợi với tình cảnh của chúng ta. Càng bất lợi với tình cảnh của chúng ta nghĩa là gì? Chúng ta tránh gây hiểu lầm không phải được rồi sao? Tiêu Thác hỏi. Tô Thanh đứng ra giải thích, bởi vì, Tần Châu không phải một cục đá, một cái cây. Không hiểu, Tiêu Thác nói thẳng. Tô Thanh thở dài, nếu Hoàng thượng muốn làm khó Tần Châu, người cảm thấy Tần Châu sẽ không phản ứng gì như một cục đá sao? Hoàng thượng sao lại làm khó Tần Châu? Tiêu Thác hỏi. Tô Thanh nhìn thiếu niên đặt câu hỏi, quyết định từ bỏ giải thích, sẽ không, Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó Tần Châu, do chúng ta suy diễn thôi. Tiêu Thác vén rèm, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, cuối cùng cũng về rồi, Loan Loan chắc đợi đến sốt ruột mất. Hắn ngoái đầu nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia, ngày mai không phải buổi chiều sớm, có cần vào cung không ạ? Đương nhiên cần, Mộ Dung Khanh lườm hắn, vừa trở về đã muốn ngủ nướng rồi. Không phải, chỉ là ngày mai ta muốn đến NSF Lão Thái Quân. Vậy xuất cung quay về rồi đi, Tô Thanh nói. Tiêu Thác chán nản ra mặt, nhất thời không nói gì. Tô Thanh vỗ hắn, sao vậy? Bỗng nhiên như cái banh bao chiều thế. Không phải, Tiêu Thác nhìn hắn. Nam tử hán mắt to mày rậm lại có vẻ ai oán như nữ nhân thâm cung, người nói xem, ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc. Tô Thanh ngẩn người, không ngờ Tiêu Thác vô tư vô lo, bỗng nhiên cũng u sầu buồn bã. Có điều, hắn nói đúng, những ngày tháng này khi nào thì kết thúc đây? Nhớ lại ban đầu khi vừa vào cung, ý chí ngút trời, luôn muốn làm được chuyện lớn lao, 16 tuổi xuất chinh, đến nay, đã 7-8 năm trôi qua, mới phát hiện thì ra sớm đã chán ngán những tháng ngày thế này. Mộ Dung Khanh không nói gì, hắn thân là người hoàng thất, những chuyện này là số mệnh của hắn, trốn không thoát. Nhưng, cũng thật chán ngán. Trước kia khi vô lo vô ưu, cảm thấy chẳng việc gì, nhưng hiện giờ không như vậy, hắn bắt đầu khao khát cuộc sống yên bình hơn. Nhưng, đời này hắn còn có thể sống yên bình sao? Có lúc nghĩ lại, thật hâm mộ nhị ca, Mộ Dung Khanh cười khổ. Lúc muốn can dự thì can dự, không muốn lo thì đóng cửa, trời sập cũng mặc kệ. Hâm mộ An Thân Vương, không bằng hâm mộ Lễ Thân Vương, Tô Thanh cười, nói. Tiêu Thác trợn tròn mắt, sao lại hâm mộ Lễ Thân Vương vậy? Ông ta là tên nhiều chuyện gì ngứa mắt đều can thiệp vào, người nói Tần Châu. Bỗng nhiên Tiêu Thác vỗ đùi, sao chúng ta không nghĩ ra chứ? Sau này Tần Châu nếu xảy ra chuyện gì,
cứ để Lễ Thân Vương giải quyết, mãn triều sẽ không có ai dám chọc vào ông ta, ngay cả hoàng thượng thấy ông ta cũng phải trốn. Mộ Dung Khanh và Tô Thanh nhìn nhau, cùng cười, hai người đặt tay lên vai Tiêu Thác, Tô Thanh nói, ngốc ạ, người bắt đầu động não rồi đấy. Tiêu Thác đẩy họ, đủ rồi, ta biết các người lại đang cười cợt ta. Lần này là thật lòng khen người, người nói đúng, nếu nói Đại Chu còn có một người mà ngay cả hoàng thượng cũng không dám chọc, vậy không ai thích hợp hơn Lễ Thân Vương cả. Tô Thanh nói, Lễ Thân Vương đúng là tên lắm chuyện chính hiệu. Lễ Thân Vương phủ, hắc xì, hắc xì. Lễ Thân Vương đã đi ngủ từ sớm, đang mơ màng bỗng dưng hắt xì hơi mấy cái liền, hắn ngồi dậy, ngẩn người một lúc, luôn cảm thấy lỗ tai nong nóng. Sao thế, ngủ cũng không yên, y như con nít vậy. A Man ngái ngủ ngồi dậy, không vui nói. Lễ Thân Vương xoa mũi, trời nóng nực thế này, sao đang ngủ lại hắt hơi nhỉ? Có phải mũi lại khó chịu không? Đã dặn người sau khi tắm xong đừng có chơi với chó, lông chó sẽ dính vào mũi. A Man ngồi dậy, bò xuống cuối giường, nằm xuống, ta lấy thuốc cho người. Đừng đi nữa, không sao rồi. Lễ Thân Vương kéo bà ta, chống chân, để bà ta ngã thẳng lên giường, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. A Man tức đến nghiến răng, nghĩ một hồi, vẫn thấy buồn bực, nói, gả cho người đúng là xui. Thấy Lễ Thân Vương hô hấp ổn định, biết ông ta đã ngủ say, bà ta cũng không nói nữa. Lễ Thân Vương xoay người, mở to mắt nhìn bà ta, tức giận nói, nàng nói luôn chữ cuối cùng đi, ta đang chờ đây. Ngủ đi, A Man sảng khoái xoay người, ôm gối, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Lễ Thân Vương lại không ngủ được. Ông ta vẫn còn buồn bực, nhưng không nỡ làm A Man thức giấc. Chương 699, Lão Tử không ăn trước đấy. Nhưng Mộ Dung Khanh lại vô cùng chật vật trở về vương phủ. Thương Mai đã sai người nấu thức ăn và chuẩn bị sẵn rượu, đợi hắn trở lại. Đợi từ giờ Dậu đến tận giờ Tí, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Tiểu Khuyên chạy vào, cười vô cùng rạng rỡ, Vương Phi, người đoán xem ai trở về. Thương Mai chọc vào ót nàng ta, nói còn có thể là ai nữa. Nói xong, cô đã chạy ra ngoài. Tiểu Khuyên cười, nói, Vương Phi sốt ruột quá rồi. Còn chưa chạy ra khỏi cửa lớn của Hòa Húc Các, Thương Mai đã cảm nhận được ánh đèn bị một bóng đen cao lớn bao phủ. Cô ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị một vòng tay vững chắc ôm trọn vào lòng. Người đó ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô gần như không thở nổi. Đáy mắt Thương Mai đột nhiên xuất hiện hơi mờ, cô giang hai tay ôm chặt hắn, mùi bụi đất xâm nhập vào khoang mũi, cô nghẹn ngào nói cuối cùng cũng về rồi. Ta về rồi, nhưng ngày mai vẫn phải đến cổng thành một chuyến, coi như ngày mai mới về. Giọng của Mộ Dung Khanh truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Vốn dĩ hắn định cưỡi ngựa trở về, nhưng vì không muốn bị người ta phát hiện hắn trở về vào đêm nay nên mới ngồi xe ngựa về trước. Bởi vì Hoàng thượng đã sai người đến dịch quán truyền chỉ từ trước, nói rằng cho dù Hoàng thượng trở về khi nào thì sáng sớm mai các quan lại cũng phải có mặt đầy đủ ở cổng thành nghênh đón ông ta. Mộ Dung Khanh buông Thương Mai ra, vuốt ve mặt cô. Say mê nhìn gương mặt khiến hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng sau đó không vui nói, gầy rồi. Ăn không nổi, nhớ người. Thương Mai vẫn nghẹn ngào, nhìn bộ râu dài ra trên mặt hắn, cả người hắn càng tỏa ra khí thế hào hùng. Vốn nghĩ là khi về kinh thành sẽ cạo râu, chỉ là mấy ngày nay, không ngờ lại dài ra. Nàng thật biết nói mấy câu dễ nghe. Mộ Dung Khanh nhìn cô chăm chú, rồi ôm cô đi vào phòng ngủ. Tiểu Khuyên đứng phía sau. Vội vàng che mắt, nô tỳ ở bên ngoài, nếu vương gia, vương phi có gì dặn dò, cứ việc gọi nô tỳ. Sau khi vào phòng, Mộ Dung Khanh đặt Thương Mai xuống, cau mày nói, nhà đầu này đang nghĩ gì thế? Sẽ không cho rằng bổn vương vừa mới về đã muốn làm chuyện dã thú đấy chứ? Thương Mai cười, nói vọng ra bên ngoài cửa, Tiểu Khuyên, chuẩn bị nước nóng, vương gia muốn tắm. Vâng ạ, Tiểu Khuyên vô cùng vui vẻ rời đi. Sau khi đuổi được Tiểu Khuyên, Du Ma Ma lại đến, bà ta vừa vào cửa thì cúi người hành lễ, vui vẻ nói, cuối cùng vương gia cũng trở về rồi, vương phi cũng mong mỏi vương gia ngày đêm. Mộ Dung Khanh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Thương Mai, có sao? Sao lại không có, một ngày vương phi phải thì thầm ít nhất là 30 lần, cái đó còn không phải sao? Biết vương gia có lẽ hôm nay sẽ về, trong nồi vẫn luôn chuẩn bị sẵn thức ăn. Còn cả rượu nữa, Vương Tuấn đột nhiên xuất hiện phía sau. Hai tay ôm một vò rượu, phía sau hắn ta còn có mấy người hầu đang truyền thức ăn vào. Mặc dù Mộ Dung Khanh rất đói,
nhưng vốn dĩ hắn muốn tâm sự với Thương Mai trước rồi mới ăn sau, nhưng khi nhìn đám người đông đúc ngoài sân lần lượt tràn vào thì không nhịn được nói, lùi ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ ăn. Su Ma Ma ồ lên một tiếng, nói với Vương Tuấn, vậy lui ra trước đi, để Vương ra nghỉ ngơi lúc rồi ăn sau. Vương Tuấn giơ tay, được, lui ra ngoài trước đi. Chỉ là hắn ta cũng không đi, chỉ cười tủm tỉm nhìn Su Ma Ma. Su Ma Ma nói, đi ra ngoài trước, dù sao Vương Phi cũng đã đợi cả một buổi tối rồi, đói thêm chút nữa chắc cũng không sao. Mộ Dung Khanh nghe vậy, nói, khoan đã. Hắn nhìn Thương Mai, nàng cũng chưa ăn. Thương Mai cười híp mắt, nói, đợi người ăn cùng ta. Mộ Dung Khanh vội vàng vẫy tay, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem thức ăn lên đi. Su Ma Ma cười rạng rỡ, bà ta biết ngay Vương gia nhất định sẽ lo lắng cho Vương Phi mà. Hai người, năm món, cộng thêm hai chén canh hầm. Su Ma Ma cười đầy bí ẩn, nói, chén lớn là của Vương gia, chén nhỏ là của Vương Phi. Mộ Dung Khanh đổi hai chén canh cho nhau, nói với Thương Mai, nàng uống chén lớn đi, uống nhiều một chút, gầy quá rồi. Su Ma Ma vội vàng nói, không được, tác dụng của hai chén canh này khác nhau, chén canh của Vương gia là tăng cường sức khỏe, đặc biệt chuẩn bị cho đàn ông, phụ nữ không uống được đâu. Còn chén canh này của Vương Phi là bổ âm bổ thận, chuyên dùng cho những người phụ nữ yếu ớt, thiếu máu. Mộ Dung Khanh cau mày, còn có tác dụng như này sao? Đương nhiên rồi, Vương Phi cần phải bồi bổ cơ thể, mấy ngày nay Hoàng Thái Hậu còn luôn nói là Vương Phi không thể sinh con, nên đã đưa hai người vào phủ, nói là để giúp Vương gia có người nối dõi tông đường. Từ trước đến nay, Su Ma Ma không phải là người nhiều chuyện, nhưng bà ta bắt buộc phải nói những lời này, dù sao bà ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Vương Phi bị gây khó dễ được. Mộ Dung Khanh quả nhiên nổi giận, nối dõi tông đường cái gì? Bổn vương muốn có người nối dõi tông đường còn cần bà ấy giúp đỡ sao? Mau đưa họ trở về, rõ ràng là ăn nói vớ vẩn. Thương Mai nói, không vội, phủ chúng ta cũng không thiếu hai bát cơm này, cứ giữ lại trước đã. Hiện giờ vẫn còn nhiều chuyện cần làm mà không phải sao? Không đáng phải hao tâm tổn phí bởi mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này. Bà ấy đưa người vào phủ, nàng lại dễ dàng chấp nhận toàn bộ. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô. Thương Mai tự mình rót rượu cho hắn, nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa, uống rượu để nguôi giận trước đã, sau đó ta sẽ từ từ nói cho người nghe. Cô nhổm người dậy, nói với Su Ma Ma, các người ra ngoài trước đi, trong này không cần người hầu nữa. Su Mâm cúi người hành lễ, vâng, vậy bọn nô tỳ xin phép lui ra ngoài trước, Vương Phi, người nhớ phải uống canh nhé. Su Ma Ma nháy mắt ra hiệu, ý bảo cô đừng ủy khuất chính mình. Thương Mai biết bà ta đang lo lắng cho mình thì lập tức an ủi, nói, không sao đâu, ta có chừng mực. Sau đó, Su Ma Ma và đám người hầu còn lại lui ra ngoài. Mộ Dung Khanh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, hỏi, nàng nhận cục tức bà ấy cho. Thương Mai nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn xa sầm mặt mày, nhưng vẫn vô cùng điển trai, không hề, đúng là bà ấy muốn cho, nhưng ta không nhận. Ngày mai hãy đưa hai người kia trở về. Mộ Dung Khanh nhíu mày, bổn vương không muốn trong phủ có người lạ. Được, Thương Mai đương nhiên cũng không muốn giữ lại hai người này, chỉ là trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Nàng mau uống canh trước đi. Mộ Dung Khanh thấy sắc mặt cô trở nên nặng nề thì biết ngay cô đang có chuyện muốn nói, nhưng trước tiên phải để cô ăn no đã. Hắn tự tay múc canh vào bán cho cô, dùng thìa khẽ khuấy, nơi nóng bốc lên, hắn thổi mấy cái, rồi đưa canh đến bên miệng Thương Mai, uống đi. Để ta. Thương Mai đưa tay ra cầm thìa canh, uống, nhưng Mộ Dung Khanh lại đưa thìa canh lại gần hơn, nghiêm nghị nói. Thương Mai cười tươi, uống canh, cô uống từng ngụm canh một, Mộ Dung Khanh đút canh cho cô rất chậm, nhưng Thương Mai lại uống rất nhanh, giống như muốn mau chóng làm xong chuyện này. Tự tay cô bốc thuốc để nấu chén canh này, cô cũng đã uống mấy ngày rồi, mùi vị quả thật rất tệ. Nhưng về chén canh của Mộ Dung Khanh, cô thật sự không biết trong đó có gì. Bởi chén canh đó do đích thân Su Ma Ma nấu. Uống xong chén canh, Thương Mai cũng no hơn phân nửa, cô mở chén canh của Mộ Dung Khanh ra, cũng không nhìn, chỉ ngửi kỹ mùi vị của nó thì đã biết ngay trong đó có dược liệu gì. Thố ti tử, nhục thung dung, ba kích, đỗ trọng, tên mấy loại thuốc đông y. Cô lập tức bật cười nói, Su Ma Ma đang xem thường vương gia của chúng ta sao? Mộ Dung Khanh thấy cô đột nhiên cười lớn thì nghi ngờ hỏi, canh gì? Tăng cường sức khỏe, Thương Mai ngưng cười, bộ dạng nghiêm chỉnh nói, nhưng lại không giấu được vẻ vui sướng trên lông mày.
Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, đột nhiên đứng dậy, lão tử không uống. Hắn ôm lấy cô, đi thẳng vào phòng. Chương 700, hy vọng mang thai. Tiểu Khuyên dẫn theo mấy người hầu xách mấy thùng nước nóng đi đến trước cửa, nhưng lại thấy Du Ma Ma đang canh chừng bên ngoài, cười đầy ẩn ý. Ma Ma, sao người không vào hầu hạ vương gia, vương phi? Tiểu Khuyên thấy lạ bèn hỏi. Ma Ma suýt một tiếng, các người cứ đứng đây đợi trước đi, đợi lát nữa phân phó rồi hãy xách nước nóng vào. Đợi lát nữa, đây là nước nóng đó, phải đổ vào thùng tắm để nước trong thùng bớt lạnh chứ. Tiểu Khuyên nói. Người gấp cái gì chứ? Cứ đợi trước đi, Du Ma Ma nói, có chuyện còn gấp hơn. Chuyện gì mà gấp vậy Ma Ma? Tiểu Khuyên tò mò hỏi. Chuyện Vương Phi sinh con còn không phải là gấp sao? Du Ma Ma cười híp mắt, hỏi lại. Vương Phi đã uống canh thuốc nhiều ngày rồi, bà ta cũng đã âm thầm bỏ thêm thuốc có công dụng mạnh, còn đặc biệt tìm một người tài giỏi trong cung ngày trước giờ đã lui về nghỉ ngơi để hỏi về phương thuốc này, mỗi ngày ngâm người để đuổi khí lạnh, làm ấm tử cung. Đương nhiên cũng không thể có hiệu quả nhanh như vậy được, nhưng mà bà ta luôn hy vọng, nếu Vương Phi có thai thì Hoàng Thái Hậu còn có thể lấy cớ gì để làm khó Vương Phi nữa. Du Ma Ma ở trong cung nhiều năm, bà ta đã quen thấy nhiều phi tần và các mệnh phụ phu nhân bởi vì không sinh được con mà bị gây khó dễ. Ở nước Đại Chu này, không sinh được con chính là tội ác tày trời. Lễ thân Vương Phi là người không ai dám gây khó dễ, bởi lễ thân Vương Phi có người ra mặt thay mình. Nên không ai dám tùy ý nói mấy câu bông đùa, phàn nàn. Nhớ trước đây lão phu nhân nhà họ Tôn vô tình nói một câu trong yến hội rằng, lễ thân vương đã thành thân nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con nối dõi. Vốn dĩ chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng lời này sau khi truyền đến tai lễ thân vương thì suốt một tháng trời, ngày nào hắn ta cũng đến tận cửa nhà họ Tôn, nói rằng nếu lão phu nhân đã quan tâm đến việc sinh con nối dõi tông đường của hắn như vậy thì hắn cũng phải mang chút gì đó đến báo đáp chứ. Do vậy, hễ có người nào cần nghỉ ngơi, hắn ta bèn nói muốn đến phòng người đó, giám sát việc sinh con của người ta. Suốt một tháng trời, vị lão gia nào đó nhà họ Tôn chỉ có thể ngủ một mình trên giường, không dám động đậy bởi vì trên giường có một người đang chăm chú quan sát mình. Hành động này mặc dù hơi biến thái, nhưng lại có hiệu quả. Từ lúc đó, không ai dám nói nửa câu bông đùa với lễ thân Vương Phi nữa. Chỉ là... vương gia nhà chúng ta chắc chắn sẽ không làm chuyện giống như lễ thân vương đã làm. Hơn nữa, Du Ma Ma cũng rất muốn nhìn thấy Vương Phi mang thai. Bát canh hoa hồng đó thật sự rất đắng, người tài giỏi kia nói sẽ không gây khó khăn cho việc mang thai của phụ nữ, nhưng khi đó Vương Phi bị thương nặng, bên trong vốn dĩ cũng là thể hàn nên chắc hẳn cũng tổn hại rất lớn đến cơ thể của Vương Phi. Du Ma Ma cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng, bởi vì bát canh hoa hồng này do đích thân bà ta nấu. Bà ta đã bỏ liều lượng rất nặng. Ngày nào Vương Phi còn chưa mang thai thì ngày đó bà ta vẫn luôn cảm thấy áy náy. Tiểu Khuyên thấy sắc mặt Du Ma Ma lúc thì buồn bã, lúc thì đau thương, bèn hỏi, sinh con là chuyện gấp, nhưng mà Vương Phi vẫn chưa mang thai mà. Nếu ngươi còn cản trở thì Vương Phi thật sự sẽ không mang thai được đấy. Du Ma Ma khó chịu nói. Vốn dĩ sau khi thành thân thì phải tách phòng ở riêng, nhưng hôm nay khó mới có cơ hội gặp lại nhau. Người tài giỏi kia cũng nói, vợ chồng tách nhau ra mấy ngày rồi hãy gặp nhau, nhưng quả thật không được, có lẽ như này thật sự có thể mang thai. Lúc này, Tiểu Khuyên cuối cùng cũng đã hiểu, nàng ta che miệng cười khúc khích, nô tỳ biết rồi, nô tỳ lập tức bảo họ lui ra ngoài trước. Tiểu Khuyên ra sức đuổi đám người ra ngoài, tay vẫn luôn che miệng cười tủm tỉm, mọi người lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, khi Mộ Dung Khanh và Thương Mai ngồi ngay ngắn trên bàn ăn thì bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đầy ám muội, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, nói cái gì mà sinh con nối dõi. Thương Mai khó hiểu nhìn ra bên ngoài, rồi lại nghi ngờ quay sang nhìn Mộ Dung Khanh, phát hiện Mộ Dung Khanh vẫn đang thoải mái ăn uống, dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Họ đang cười gì thế? Thương Mai buồn bực hỏi. Cô cao giọng gọi Tiểu Khuyên. Tiểu Khuyên vội vàng chạy vào, Vương Phi. Thương Mai nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng ta, hỏi các ngươi đang nói sinh con gì ở bên ngoài thế? Tiểu Khuyên lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không ạ, không nói sinh con gì cả. Không, ta nghe rõ như vậy mà, các ngươi còn cười ầm cả lên. Thương Mai đặt đũa xuống, nói. Ồ, đúng rồi, bọn nô tỳ đang nói Tiểu Tam Tử ạ, vợ của Tiểu Tam Tử năm nay đã 50 tuổi rồi mà vẫn còn sinh một đứa bé trai, mọi người nghe vậy đều bật cười. Tiểu Khuyên đỏ bừng mặt. Vô cùng vui vẻ nói. Thương Mai cạn lời, 50 tuổi thì không thể sinh con ư.
không phải là lão bạn Sinh Châu đấy sao? Vâng, vâng, Tiểu Khuyên lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, trưng ra bộ mặt không chịu nổi nữa, nói, ban nãy người họ nói ở bên ngoài là nàng đó. Nói ta ư, ý bảo ta lão bạn Sinh Châu sao? Thương Mai trừng mắt há mồm kinh ngạc. Mặc dù năng lực nghe của cô không tồi, nhưng chắc chắn không sánh bằng Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh cười nhạo một tiếng, rồi tiếp tục ăn. Thương Mai tối sầm mặt, không ngờ tất cả đều đang mong ngóng cô sinh con, nhưng hiện giờ không phải là thời điểm tốt nhất để sinh, còn đang có một đống chuyện lộn xộn cần phải xử lý. Nếu cô mang thai vào lúc này thì thật sự rất nguy hiểm. Chỉ là ít nhiều trong lòng cô cũng rất cảm động, cô hiểu rất rõ, nếu một người phụ nữ không thể sinh con, sẽ phải đối mặt với áp lực của xã hội như thế nào. Đặc biệt hiện giờ, Hoàng Thái Hậu còn lấy lý do cô chưa có con để đưa người của mình vào vương phủ. Đám người Du Ma Ma thật sự rất thương yêu cô. Nghĩ gì thế, mau ăn đi, có thì có không có thì thôi, bổn vương cũng không quan tâm. Mộ Dung Khanh gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát cô, ánh mắt hắn sáng rực, nói chỉ cần nàng ở đây là được. Thương Mai lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, người đàn ông này rất ít khi nói những lời xến xúa, dịu dàng như thế này. Thấy thái độ của vương gia nhà mình như vậy, đáy mắt Tiểu Khuyên đột nhiên ươn ướt, nàng ta xoay người đi ra ngoài, nói lại lời của vương gia cho Du Ma Ma nghe. Du Ma Ma nói, A-di-đà Phật, vương gia đối xử với vương phi quả thật rất tốt. Chỉ là vẫn phải có con mới được, nếu không sau này, vương phi rất khó đứng vững trong hoàng cung. Ăn xong, bát đĩa cũng được dọn đi, Tiểu Khuyên sai người đổ nước nóng vào thùng tắm. Thùng tắm đủ lớn, có thể chứa được hai người, hơn nữa còn thừa ra một khoảng. Thương Mai kỳ lưng giúp Mộ Dung Khanh, hắn chợt đưa tay ra, kéo cô về phía trước, ôm chặt lấy cô, Thương Mai, gả cho bổn vương, nàng chưa từng có ngày nào vui vẻ, yên bình, nàng có hối hận không? Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, làm mờ mắt Thương Mai, gương mặt Mộ Dung Khanh cũng trở nên mờ ảo. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bả vai vững chãi của hắn, cúi đầu xuống, nói ta chưa từng nghĩ đến việc có hối hận hay không. Khi gả cho người và ở bên người, ta thật lòng rất thích. Còn khi không ở cùng người, ta luôn nhớ nhung người, ta lấy đâu ra thời gian nghĩ xem có hối hận hay không chứ. Mộ Dung Khanh càng siết chặt cánh tay ôm cô hơn, than nhẹ, bổn vương luôn cảm thấy mình đối xử không tốt với nàng. Nàng nhìn xem, có vương phi nhà ai mà không hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà chứ? Làm gì có ai chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn phải khiến người ta lo lắng hốt hoảng giống nàng chứ? Thương Mai nghe vậy thì mỉm cười, chống người ngồi dậy, nhìn hắn, người quên rồi sao? Ban đầu khi chúng ta thành thân, Thái Hoàng Thái Hậu đã nói, vị trí nhiếp chính vương phi này không dễ làm, hơn nữa ta cũng phải đứng trên cùng một chiến tuyến với người, chứ không phải là hèn nhát trốn sau lưng người. Khi đó, người còn nói người tin vào năng lực của ta, sao bây giờ lại cảm thấy ta nên trốn ở nhà thế? Câu nói gốc vốn dĩ không phải như vậy, nhưng ý thì cũng tương tự. Nói như vậy không sai, nhưng ta vẫn luôn hy vọng nàng có thể trải qua những tháng ngày bình yên, vì thế ta mới nỗ lực thúc đẩy sự hòa bình của hai nước, không đưa quân đi đánh, không ham mê chiến trường nữa. Ta hy vọng có thể nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó ngày ngày ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Khanh lại ôm cô vào lòng. Mấy ngày nay, họ cứ tan rồi lại hợp, lúc bận rộn còn tốt hơn một chút, nhưng khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, hắn luôn cảm thấy áy náy với Thương Mai. Chương 701, một cơn ác mộng. Thương Mai nghe thế, trong lòng rất cảm động. Ôm lấy cổ hắn, gương mặt nóng bừng ửng đỏ, trong mắt cũng nhuốm màu dịu dàng ấm áp. Trời gần sáng mới có thể ngủ, trước khi ngủ, thấy hắn giơ tay lên nhìn, cô mơ màng nói, ngủ một chút đi. Nhìn nàng ngủ thôi. Chờ nàng ngủ rồi, bản vương còn phải ra cổng thành, mau ngủ đi. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi của cô, động tác nhẹ nhàng. Thương Mai thật sự không mở mắt nổi nữa, chẳng bao lâu sau đã say giấc rồi. Lúc tỉnh lại, trên giường nhỏ đã không còn một ai. Cô cất chăn, chân trần chạm xuống sàn, kêu Tiểu Khuyên. Nhưng bên ngoài không ai trả lời, thậm chí còn không có tiếng động nào. Thương Mai thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ đều ra cửa thành hóng chuyện cả rồi. Cô quay về mang giày rồi đi ra ngoài, lại thấy ngoài trời tuyết đang tan. Thương Mai sững sờ, giờ là mùa hè sao lại có tuyết? Đây không phải là vương phủ. Đây là đâu? Gọi thế nào cũng không có ai trả lời, Thương Mai cảm thấy lạnh sống lưng, mặc kín áo quần rồi đi dọc theo thềm đá ra ngoài. Nơi này thật sự không phải là vương phủ, lúc cô ngủ lão thất đưa cô đến đây ư.
vậy lão thất đâu? Đi men theo thềm đá ra ngoài, đi lên hành lang, nghe thấy bên kia có tiếng động. Cô vội vàng chạy tới, thấy Tiểu Khuyên và Quế Viên đang ngồi bên ngoài một cái sân, hai người lo lắng xoay quanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào trong, Tiểu Khuyên đang khóc, Quế Viên cũng đang lau nước mắt. Tiểu Khuyên, Quế Viên các ngươi sao vậy? Thương Mai ngạc nhiên bèn vội vàng đi tới hỏi. Nhưng hình như hai người không nhìn thấy cô, không nghe thấy cô nói. Chuyện này là sao vậy? Đầu Thương Mai đau từng đợt, trong lòng đầy sợ hãi. Đột nhiên bên trong vang lên tiếng kêu đau tê tái, Thương Mai sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Tiểu Khuyên và Quế Viên cũng nghe thấy âm thanh đó, Tiểu Khuyên giật nảy người định xông vào lại bị Quế Viên kéo lại, Quế Viên vội vàng nói, người đừng có đi vào gây thêm loạn nữa, người không hiểu gì cả, lỡ lại cản trở. Đột nhiên cửa mở ra, Du Ma Ma hoảng hốt chạy ra, gương mặt bà ta cũng trắng bệch, Tiểu Khuyên thấy bà ta đi ra thì vội vàng kéo bà ta lại hỏi, Vương Phi sao rồi? Ma Ma nức nở nói, chưa sinh được, vẫn chưa sinh được, ta phải đi lấy thuốc. Nói xong thì đẩy Tiểu Khuyên ra rồi vội vàng chạy. Đầu Thương Mai bùng nổ, Vương Phi, chưa sinh được. Cô ngơ ngác đi vào, thấy trong phòng có mấy người, có hai bà đỡ ngồi bên giường, Tráng Tráng và Hạnh Nhi cũng ở đây. Hạnh Nhi ngồi đầu giường cầm lấy bàn tay rũ rượi của người trên giường, mặt đầy lo lắng. Tần Châu cũng ở đây, Tần Châu mặc quân trang, trên mặt có vết thương, nàng ta siết chặt tay, cũng rất lo lắng. Lão Thái Quân cũng ngồi bên cạnh, sắc mặt nặng nề. Còn có Nhu Dao, Loan Loan. Thương Mai rất giật mình, nhìn sang, tức khắc sững sờ, người trên giường chính là cô. Bụng nhô cao, chắc là sắp sinh. Bà đỡ sắp khóc nói, thấy chân rồi, trời ơi là trời, tại sao chân ra trước vậy? Đứa bé này sắp ngạt thở mất. Đừng có nói bậy, Tần Châu tức giận quát. Đầu Thương Mai nổ tung, không ai nhìn thấy cô cả. Cô khó sinh ư, lão thất đâu, ban nãy cũng không thấy lão thất bên ngoài. Đây là ảo cảnh, là mơ, hay là thật đây? Cô giơ tay véo mặt mình, hình như thấy đau, nhưng hình như cũng không thấy đau. Cô nghe thấy Hạnh Nhi cầm tay mình rồi nghẹn ngào nói, Thương Mai, ngươi nhất định phải gắng lên, đứa bé sắp ra rồi, bây giờ lão thất không rõ sống chết, ngươi không thể xảy ra chuyện được. Thương Mai ở trên giường, gần như ngất đi rồi, nghe thế thì đột nhiên mở mắt ra, lão thất. Lão thất, hai chân Thương Mai mềm oặt, lão thất không rõ sống chết ư. Chuyện này là sao? Cô đi tới trước mặt Tần Châu, vươn tay định lắc nàng ta, nhưng bàn tay xuyên qua người Tần Châu, không chạm tới nàng ta được. Tại sao thế này? Tại sao lại thế? Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện này là sao? Thương Mai hô lên, nhưng không ai nghe thấy lời cô nói. Du Ma Ma vọt vào, tay cầm một chai thuốc bột nói, đây là thuốc bột mà ngày trước Vương Phi đã nghiền, nói nếu khó sinh thì uống thuốc bột này. Nhanh uống thuốc đi, một giọng nam vang lên, Thương Mai hốt hoảng nhìn ra, thì ra sau tấm bình phong còn có một người. Cô bước nhanh tới nhìn, nhận ra người này là ngự y trong cung. Đầu Thương Mai vẫn đang đau, nhưng ít nhiều vẫn hiểu ít chuyện trước mắt, cô khó sinh, rồi lão thất cũng xảy ra chuyện, tất cả mọi người tới trông nom cô. Thương Mai khóc, nhìn mọi chuyện rối ren trước mắt, những người này cũng đang lo lắng không thôi, chỉ mong cố gắng gượng được. Đột nhiên cô thấy mình ở trên giường hét lên, theo sau đó, Du Ma Ma ngạc nhiên vui vừng nói, sinh rồi, sinh rồi. Cô vội vàng xông tới muốn xem, nhưng đột nhiên Hồ Hạnh Nhi tát lên mặt cô, giận dữ nói, ngươi sao thế này? Trên mặt cô đau rát, giật mình nhìn Hồ Hạnh Nhi. Thương Mai, ngươi sao vậy? Ngươi khóc gì chứ? Bên tai vang lên giọng nói rất lo lắng của Hồ Hạnh Nhi. Thương Mai chợt mở mắt, thấy Du Ma Ma, Tiểu Khuyên, Hạnh Nhi cũng vây quanh giường, cô cầm lấy tay Hồ Hạnh Nhi, sinh rồi sao? Trai hay gái vậy? Hồ Hạnh Nhi nhíu mày, sinh gì? Ngươi không sao chứ? Tiểu Khuyên đỡ cô đứng dậy, Thương Mai nhìn xung quanh, không khỏi giật mình, đây là Hòa Húc Các, phòng của cô. Hạnh Nhi, Tiểu Khuyên, Ma Ma đều ở đây. Sao thế? Giọng Thương Mai khàn khàn. Trên mặt lạnh lẽo, cô giơ tay lau, mặt đầy nước mắt. Tiểu Khuyên khóc nói, Vương Phi, ban nãy nô tỳ thấy người nằm mơ cứ kêu mãi nên đi vào gọi người, nhưng không thể gọi tỉnh được, vừa hay trưởng quỹ Hồ đến nên nhờ nàng ấy tới xem, đánh lên mặt người mấy lần người mới tỉnh đó, làm nô tỳ sợ chết khiếp. Cô vươn tay sờ bụng mình, không có con. Tất cả đều là mơ ư. Trời ạ, giấc mơ này nó chân thật quá. Không sao chứ. Có cần gọi đại phu tới xem cho ngươi không? Hồ Hạnh Nhi lo lắng hỏi. Thương Mai đỡ người dậy,
lắc đầu, không sao, mơ thấy ác mộng thôi. Du Ma Ma nhìn cô, Vương Phi người mơ thấy ác mộng gì vậy? Hãi hùng quá. Thương Mai gắng gượng cười, mơ thấy ta khó sinh đấy. Khó sinh, Du Ma Ma phi 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 ba lần, sao lại sinh khó chứ? Nói bậy, nói bậy. Tiểu Khuyên lại lau nước mắt vui mừng hỏi, chuyện này có khi nào là Vương Phi mang thai rồi không? Thương Mai nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Khuyên, cười nói, có khi thế thật, ta mượn lời chúc lành của Tiểu Khuyên nhé. Hồ Hạnh Nhi đứng lên, nói với Du Ma Ma, Ma Ma, ngươi và Tiểu Khuyên đi nấu đồ ăn cho nàng đi, pha trà tĩnh thần nữa. Được, vậy nhờ trưởng quỹ Hồ chăm sóc Vương Phi. Du Ma Ma vẫn không yên lòng lắm, đi hai bước lại quay đầu dặn dò Thương Mai, giờ đừng vội ngồi dậy, nghỉ một lát rồi dậy sau. Nói xong thì kéo Tiểu Khuyên đi ra ngoài. Chương 702, ngày tháng tươi đẹp biết bao. Sau khi hai người đi ra ngoài, Hồ Hạnh Nhi hỏi, ngươi mơ thấy gì vậy? Đúng là khiến người ta hãi hùng. Thương Mai lại hỏi ngược lại, ngươi đi vào thấy ta như thế nào? Hồ Hạnh Nhi nói, hôm nay trong kinh thành rất náo nhiệt, nói là nghênh đón Nhiếp Chính Vương mang theo hòa bình về nước, ta lười đi tham gia náo nhiệt nên nói muốn đến Vương phủ chờ. Còn chưa tới đây thì Tiểu Khuyên đã khóc lóc chạy đến nói đi tìm đại phu, nói gọi ngươi không tỉnh được. Ta bèn vào xem thì thấy người nắm chặt góc chăn, nhắm mắt khóc to, chẳng biết nói gì trong miệng mà trông rất thê lương, gọi kiểu gì cũng không chịu tỉnh. Hết cách rồi, ta đành tát ngươi hai cái, lúc này ngươi mới tỉnh lại. Thương Mai sờ má, vẫn còn hơi rát. Nói đến cũng kỳ lạ, giấc mộng này quá chân thật. Thương Mai nhớ lại mọi chuyện trong mơ. Trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, ta mơ thấy ta đang sinh, ngươi và Nhu Giao đều ở đây, chỉ có Lão Thất là không. Ta nghe ngươi nói bên tai ta là hiện nay Lão Thất không rõ sống chết, bảo ta nhất định phải gắng lên, sau đó Du Ma Ma cho ta uống thuốc bột, sau đó ta sinh được. Mơ thôi, Hồ Hạnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hơi ngạc nhiên, nàng ta cũng từng nằm mơ, nhưng chưa từng mơ phải một giấc mơ mà làm sao cũng không gọi tỉnh được. Thương Mai vén chăn đứng dậy. Thấy hai chân chẳng có sức lực gì, cả người cũng choáng váng nặng nề. Cô đi trên đất mà như đi trên bông, suýt bị ngã. Hồ Hạnh Nhi vội vàng đỡ cô, hay là ngươi đừng có đứng dậy, nằm đi. Thương Mai ngồi bên giường, nhìn bên ngoài, giờ gì rồi? Chưa rồi, Hồ Hạnh Nhi nói. Ta ngủ lâu thế à? Thương Mai vỗ đầu, không biết có phải do hôm qua. Hôm nay đau cả người thì thôi đi, còn chẳng có chút sức lực nào. Người bị bệnh à, Hồ Hạnh Nhi đặt tay lên trán cô cũng không bị sốt. Ta không sao, chắc là do giấc mơ này thật quá nên ta chưa lấy lại tinh thần ấy mà. Thương Mai không muốn nàng ta lo lắng nhiều, bèn cố nở nụ cười. Ngươi nằm đi, vương gia chắc không về nhanh thế đâu. Trong kinh náo nhiệt lắm, đều đang hoan nghênh hắn trở về, mọi người đều nói, lần này Nhiếp Chính Vương chính là đại công thần. Hồ Hạnh Nhi nói thế nhưng cũng không vui vẻ gì lắm, mà còn nhíu mày. Thương Mai cũng cười khổ, già néo đứt dây, danh vọng như thế, chưa chắc là chuyện tốt. Chắc thế thật, gặp phải một vị hoàng đế đa nghi, hơn nữa khi trước vương gia còn từng chủ chính, lòng dân hướng về, bây giờ lại lập công lớn, chỉ sợ sự vinh sủng này chỉ là tạm thời thôi. Trong lòng Thương Mai đột nhiên hơi lo lắng. Hai người im lặng một lúc, Thương Mai bèn nói, cũng không sao, vẫn là câu đấy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hồ Hạnh Nhi bật cười, mấy câu này đã thành câu cửa miệng của ngươi rồi. Có cách nào ư, Thương Mai bất đắc dĩ nhún vai, chuyện này vừa đến thì chẳng còn thời gian nghỉ nữa, ta cũng không thể đoán được bước tiếp theo người ta sẽ làm gì ta. Cũng đúng, dối thật, Hồ Hạnh Nhi nhẹ nhàng than thở, vị tỷ tỷ đó của ta, từ sau khi nhập cung thì người trong phòng của nàng ta cũng phách lối hơn hẳn, nhất là vị đường ca đó của ta, hôm nay thật sự rất ghê gớm. Cần giúp không, Thương Mai hỏi. Hồ Hạnh Nhi lắc đầu, tạm thời thì không, lúc cần, ta sẽ tìm ngươi. Thương Mai biết là chuyện nhà thì người ngoài hơn nửa là không nhúng tay được, chỉ là Hồ Hạnh Nhi giúp cô rất nhiều, nếu nàng ta thật sự cần giúp đỡ, dù thế nào mình cũng phải giúp lại nàng ta. Hồ Hạnh Nhi nói, thật ra ta chỉ không muốn lão ấy thất vọng, cái nhà này à, dù gì cũng phải có người chống đỡ, gia sản nhiều quá. Hoàng thượng cưới Hồ Hoan Linh, mục đích rất là rõ, đó là muốn tiền của Hồ gia. Người phải trông coi kỹ vào đó. Thương Mai nói. Hồ Hạnh Nhi khoát tay, nói thật, nếu dùng tiền mà có thể đuổi đi thì ta không quan tâm, nhưng mà khẩu vị của Hoàng đế chẳng nhỏ, hiện nay chi trưởng được tái bổ nhiệm rồi, nghe nói còn định cất nhắc bá phụ của ta làm quan. Bây giờ ông ta hăm hở lắm,
nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt quá kém, không nhìn thấu mưu đồ thực sự của Hoàng thượng. Hồ gia kinh thương nhiều năm, tuy là thủ phú nhưng địa vị của thương nhân nào bằng làm quan được. Giờ đây cá chép có thể vượt Long Môn, sao mà không mê muội cho được. Sợ rằng ngày sau sẽ liên lụy đến ngươi, Thương Mai không khỏi than vãn. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, ngươi không cần lo cho ta, tự lo cho ngươi trước đi, hôm nay lão thất về, chắc hẳn 2-3 tháng tới các ngươi còn có những tháng ngày bình thản, nhưng sau đó. Hồ Hạnh Nhi không nói rõ, nhưng Thương Mai biết. Hiện nay lão thất lập công hồi triều, tạm thời Hoàng thượng chắc chắn không làm gì hắn, thậm chí còn liên tục ban thưởng. Hơn nữa Hoàng thượng cũng phải tranh thủ thời gian để chữa bệnh của hắn. Giờ chỉ chờ cứu được Hạ Lâm là có thể trải qua 1-2 tháng yên ổn rồi. Tiểu Khuyên bày thức ăn, Hồ Hạnh Nhi cùng ăn một ít, ăn thức ăn vào bụng, Thương Mai cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mà sắc mặt vẫn rất khó coi. Hồ Hạnh Nhi nói, ngươi có muốn nằm thêm một lúc nữa không? Không, đi ra ngoài dạo một chút, Thương Mai nói. Được, ta đi với ngươi. Thương Mai nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình thông qua gương đồng bèn trang điểm, thấy Hồ Hạnh Nhi vẫn nhìn cô nên cười nói. Kiếp trước ta rất ít khi trang điểm, một năm thì có hơn 300 ngày làm nhiệm vụ rồi. Kiếp trước, chuyện lâu biết bao, Hồ Hạnh Nhi nói. Đúng thế, chuyện rất lâu rồi. Thương Mai chớp mắt cười, ngươi thấy ở cổ đại bớt lo hơn hay ở hiện đại bớt lo hơn? Hồ Hạnh Nhi nghĩ, đều không bớt lo. Đúng thể, chẳng bớt lo được, có thể thấy được rằng còn sống là một chuyện chẳng dễ dàng gì, sống cho tốt vào càng không dễ dàng. Thương Mai vừa nói xong thì nghe thấy một giọng nói vang lên, cái gì không dễ dàng vậy? Một bóng người màu xanh nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào. Hai người nhìn qua, không phải Nhu Dao thì còn là ai nữa? Thương Mai vội vàng đứng dậy, ôm lấy nàng ta, muội về rồi, tốt quá. Nhu Dao bị nghẹt mũi, không ngờ tỷ quan tâm ta đến thế, biết trước thế thì tỷ đừng gả cho biểu ca, gả cho ta là được rồi. Vừa cười vừa nói, trông như chế giễu. Nhưng cũng cảm động thật. Thương Mai đấm nàng ta, không đoan trang. Đoan trang mà, đoan trang lắm. Nhu Dao cười hì hì nói. Thương Mai nhìn nàng ta, đáy mắt đầy xương, vết thương lành cả chưa? Không sao, lành rồi. Nhu Dao nhìn Hồ Hạnh Nhi, đổi đề tài thương cảm này đi, biết hôm nay vương phủ náo nhiệt nên ngươi tới để nịnh hót uống rượu hay sao? Hồ Hạnh Nhi nói, chứ sao? Hôm nay chắc chắn Hoàng thượng sẽ ban thương, ta tới xem. Có thứ gì tốt thì ta tiện đường lấy luôn. Nhu Dao cười đến mức không ngờ được, không biết xấu hổ, Hồ gia của ngươi có thứ tốt gì mà chưa có hả? Còn nhớ thương đồ ban thưởng của vương phủ nghèo nàn này nữa. Thế thì sao, dù gì cũng là đồ vua ban, quý lắm đấy, ta để lại cho con cháu đời sau, đó sẽ là bảo vật gia truyền. Nhu Dao cười còn to hơn, nhìn ngươi đi, cũng không biết xấu hổ à, nữ tử chưa có chồng mà đã nghĩ đến chuyện con cháu đời sau. Chẳng lẽ có ý chung nhân rồi ư? Chưa, Hồ Hạnh Nhi phủ nhận ngay. Nói bậy, rõ ràng ngươi và Dạ Vương chính là. Ừ hừ, Nhu Dao cười trêu nói. Ngươi mới nói bậy đó. Hồ Hạnh Nhi lại đỏ mặt. Thương Mai nhìn hai người cãi nhau, trong lòng lại thấy vui vẻ, tốt quá, nếu cuộc sống cứ thế này thì tốt biết bao. Chương 703, ngươi cưới nàng là được. Ba người cãi nhau ầm ĩ trong viện một lúc lâu thì thấy Tiêu Thác dẫn Loan Loan vào. Sau hai người còn có Tô Thanh. Các ngươi về cả rồi à? Vương ra đâu? Thương Mai vội vàng hỏi, khả năng bọn họ cùng được xếp thành hai hàng nghênh đón vào cung. Hoàng thượng giữ vương ra lại trong cung nói chuyện còn chúng ta về trước, còn đi thăm lão thái thái một chuyến. Tiêu Thác nói. Hoàng thượng giữ hắn lại nói chuyện. Một mình, Thương Mai hỏi. Đúng thế, chắc là hỏi chuyện Tần Châu. Tô Thanh nói, thấy Nhu Dao đứng sau lưng Hồ Hạnh Nhi, bèn cười chào hỏi, ôi chao. Đây chẳng phải là huyện chúa đại nạn không chết nhà ta hay sao? Sau hôm nay không thấy kẻ theo đuôi ngươi nữa rồi. Nhu Dao cười mắng, im miệng, người ta cũng không phải là kẻ theo đuôi. Một đường từ Bắc Mạc về đây, tuy rằng A Cảnh đi theo Tần Châu, nhưng cứ luôn nhìn chằm chằm Tô Thanh, chỉ cần Tô Thanh nói với Nhu Dao vài câu thì hắn đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, khi thì nắm quả đấm làm thế uy hiếp. Thương Mai thấy thái độ nói chuyện của Nhu Dao với Tô Thanh tự nhiên mà hào phóng. Hoàn toàn không có cái buồn lo khó xử khi ở mộc trại, thì biết được trải qua một đại nạn sinh tử, nàng đã nhìn thoáng chuyện tình cảm rồi. Chỉ là kẻ theo đuôi mà Tô Thanh nói, cô cũng rất tò mò kẻ theo đuôi nào vậy. Tô Thanh trêu gọi nói, chính là một vị tướng quân của Tần Châu, là hắn đã cứu Nhu Dao. A Cảnh, Thương Mai gật đầu, nhớ ra cái tên đại ngốc đó.
dáng dấp khôi ngô, hơi thô kệch, không thích nói chuyện nhưng làm việc rất tỉ mỉ. Hôm khác ta phải cảm tạ hắn mới được, Thương Mai bổ sung một câu. Ta đã cảm ơn rồi, Nhu Dao cười nói, nhắc đến A Cảnh, nét mặt nàng ta rất vui vẻ. Ân cứu mạng, người cảm ơn thế nào vậy? Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp ư? Tô Thanh cười híp mắt hỏi. Nhu Dao ngạc nhiên nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên xa sầm, Tô Thanh, người có ý gì? Tô Thanh cười nói, chỉ đùa thôi mà, người nghiêm túc thế làm gì? Nhu Dao cắn môi, đỏ mắt, đây mà là đùa ư? Tô Thanh thấy nàng ta tức giận, vội vàng xin tha thứ, được rồi, là lỗi của ta không nên nói lung tung, ta tự đánh vào miệng. Nói rồi còn đánh lên mặt mình mấy tát thật. Nhu Dao cười, được rồi, người biến sang một bên đi, mấy nữ tử ta nói chuyện, có chuyện gì của ngươi à? Tô Thanh cười ha ha, kéo Tiêu Thác đi ra ngoài, nữ tử bọn họ nói chuyện, ngươi là đại nam nhân hóng chuyện gì à? Tiêu Thác rất vô tội, ta hóng chuyện bao giờ? Ta chưa nói lời nào. Nhưng mà vẫn bị Tiêu Thác kéo đi. Hai nam nhân vừa đi, Nhu Dao lại như hồn bay phách lạc rồi. Nàng ta ngồi xuống, mắt vẫn đỏ đỏ. Thương Mai thấy thế thì liếc nhìn Loan Loan. Loan Loan lo lắng hỏi, Nhu Dao, người vẫn không buông được đúng không? Nhu Dao miễn cưỡng cười, làm gì có. Đã buông từ lâu rồi. Nếu đã buông thì sao còn khó chịu vì câu nói đó của hắn chứ? Loan Loan cầm tay nàng ta nói, nếu người thật sự không buông được thì học theo ta cứ bám lấy không buông, rồi sẽ có lúc thành công. Bị Loan Loan nói thế, Nhu Dao lại cười, Tiêu Thác và Tô Thanh không giống nhau. Hơn nữa tự Tiêu Thác đã có hảo cảm với ngươi rồi, chỉ là hắn hồ đồ không biết chuyện. Nhưng Tô Thanh lại biết rõ, trong lòng hắn không thích ta, hắn có người mình thích. Loan Loan tức giận nói, ngày xưa Tô Thanh cũng không phải kẻ không biết giữ mồm miệng, sao ban nãy lại ăn nói bậy bạ được. Còn nói gì mà lấy thân báo đáp nữa. Nhu Dao cười khổ, hắn hy vọng ta và A Cảnh bên nhau, muốn thăm dò ta, nếu ta thích A Cảnh thật thì trong lòng hắn sẽ thoải mái hơn. Một người nếu làm chuyện không ăn nhập với bản tính của người đó, nói chung đều có nguyên do cả. Thương Mai còn tưởng Nhu Dao đã buông được Tô Thanh, ai ngờ. Ôi chao, cũng đúng, thật sự yêu thích một người thì sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Trước đó nàng ta thích Lão Thất không thích nàng ta lấy chồng để tránh hôn sự với Nam Hoài Vương, sau khi phu quân chết thì nàng ta dứt khoát rời nhà học y, chẳng biết đã thích Tô Thanh từ lúc nào, chắc cũng có một khoảng thời gian rồi. Chỉ là, phần tình cảm này, chỉ sợ chính Nhu Dao cũng tự biết là không có hy vọng, thế nên nàng ta không hề làm ra hành động nào. Nghĩ đến lúc trị bệnh cương thi, Nhu Dao tưởng Tô Thanh thích mình, còn rất bài xích nàng, khi đó, chắc là nàng muốn cố gắng một phen. Chỉ là nói tóm lại Nhu Dao khác Loan Loan, nàng ta sẽ không cứ luôn trả giả, sẽ không mãi đợi một mối tình cảm không có hồi báo nào. Đây là lý trí của phụ nữ hiện đại. Phụ nữ lý trí, ai cũng đau trong tỉnh táo. Thật ra thì, Nhu Dao chậm rãi nói, thật sự ta đã buông bỏ Tô Thanh nhiều lắm, qua chuyện sinh tử, có gì mà không nhìn thoáng chứ. Nhưng người nào phải cỏ cây đâu, ai mà vô tình cho được. Thương Mai, không ngại nói ra, lúc đầu ta thích biểu ca từ chối ta, trong lòng ta rất khó chịu, thời gian đó Tô Thanh cứ ở bên ta cười cười nói nói. Ta nói chuyện của ta cho hắn nghe, hắn nói chuyện của hắn cho ta nghe, ta biết hắn có người trong lòng, nhưng người hắn thích đã qua đời rồi. Ta tưởng mình sẽ có cơ hội, nhưng hắn lại thích Linh Lơi. Nhu Dao kẽ than thở, thì ra nếu không phải của mình thì cưỡng cầu thế nào cũng không được, cho ta ít ngày đi, ta sẽ từ từ buông được. Nhu Dao tỉnh táo lý trí khiến người ta đau lòng, cô nương như thế, thật sự xứng đáng có được một người đàn ông yêu thương thật lòng. Thương Mai nhẹ nhàng ôm lấy Nhu Dao mà an ủi, muội là cô nương tốt, sau này muội sẽ có được một tình yêu của riêng mình. Không muốn nữa. Giờ ta chỉ muốn mở y quán thôi. Nhu Dao hít thở sâu, làm người, đâu phải cứ phải có tình yêu đâu. Hồ Hạnh Nhi vỗ tay, đúng lắm, phụ nữ cũng có thể có sự nghiệp của riêng mình. Thương Mai trợn mắt, được rồi ngài đại tổng tài, biết bây giờ ngươi có sự nghiệp rồi đó. Đại tổng tài, Loan Loan nhìn Hồ Hạnh Nhi, tước hiệu của ngươi à? Có nghĩa là gì vậy? Ý là tổng quản đó, gia sản Hồ gia đều do nàng ta định đoạt xét xử. Thế nên gọi nàng ta là tổng tài, chủ tịch Hồ. Thương Mai giải thích. Ồ, Loan Loan cười, đúng là có hình tượng thật, tổng tài Hồ. Hồ Hạnh Nhi cảm thấy xưng hô này đúng là lâu chưa nghe, ban nãy còn nói chuyện kiếp trước với Thương Mai. Đời người, có khi một ngày chính là một kiếp luân hồi.
Ở đây thì mấy người phụ nữ thì thầm nói nhỏ, sau khi Tiêu Thác bị Tô Thanh kéo ra ngoài thì mới nhận ra, Tiêu Thác cũng thấy không ổn, tại sao ngươi lại xỏ xiên nhu dao vậy? Hả, ta nào có xỏ xiên gì đâu, Tô Thanh có vẻ không tập trung. Ban nãy ngươi nói lấy thân báo đáp, đây là chuyện mà ngươi có thể nói sao? Ít nhất là ngươi không nên nói với nhu dao như thế, nói đùa cũng không thể đùa như thế. Sau này nhu dao còn phải lập gia đình nữa, Tiêu Thác nói. Tô Thanh đi lên đình nghỉ mát rồi ngồi xuống, tâm sự nặng nề. Một lúc lâu hắn mới nhìn Tiêu Thác và hỏi, nhu dao có phải là một cô nương tốt không? Đương nhiên rồi, Tiêu Thác nói. Tô Thanh thở dài, ta rất quan tâm nhu dao, rất quan tâm, nhưng không phải là tình yêu. Khi ta gian nan nhất, nhu dao đã cùng ta vượt qua, ta rất quý trọng tình bạn với nàng ấy, ta còn hy vọng nàng ấy được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, mong nàng ấy đừng si mê sai người. Nàng ấy bị tổn thương một lần rồi, ta mong nàng ấy được hạnh phúc, vui vẻ. Vậy ngươi cưới nàng là được rồi, nàng ta thích ngươi. Tiêu Thác không hiểu. Chương 704, là yêu sao? Tô Thanh lắc đầu, ta nói rồi, giữa chúng ta không phải tình yêu. Không phải tình yêu, vậy ngươi vì cái gì quan tâm nàng ta? Ta ngoại trừ Loan Loan ra, tôi không quan tâm đến nữ nhân khác. Tô Thanh hỏi, ngươi quan tâm Vương Phi không? Vương Phi khổ sở thương tâm, ngươi sẽ vui à? Đương nhiên không vui rồi. Tôi và Vương Phi thế nhưng từng có giao tình số mệnh. Ngày đó cùng nhau rơi xuống biển, bọn họ trở thành quan hệ sinh tử. Vậy ngươi bằng lòng cưới Vương Phi à? Tô Thanh hỏi. Tiêu Thác há to mồm, mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi. Bị Vương gia nghe được, ta sẽ bị đánh chết. Tô Thanh giải thích nói, ta chỉ nói với ngươi, giữa người và người, có rất nhiều loại tình cảm, giống ngươi và Loan Loan vậy, là tình yêu, giống ta và Nhu Giao như thế, là tình bạn, kỳ thật. Tình bạn kiên cố hơn so với tình yêu, tin không? Hắn nhìn Tiêu Thác lộ ra chiêu bài mờ mịt, biết hắn không hiểu. Bỏ đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta không phải muốn cô phụ Nhu Giao, ta biết, nếu ta cưới Nhu Giao sẽ đối với ta rất tốt rất tốt. Nhưng, không giống, chung quy là thiếu một chút cái gì, ngươi có biết không? Hiểu, Tiêu Thác gật đầu. Tô Thanh nhìn hắn hiểu, không tin. Tiêu Thác lại ngồi xuống, nói ta hiểu thật mà. Các ngươi đều cảm thấy Loan Loan không tốt, phải không? Ta có lẽ nên cưới tiểu thư khuê các hiền lành hơn Loan Loan, những tiểu thư khuê các kia có lẽ thậm chí sẽ không chống đối ta, coi ta là trời, nhưng ta nghĩ đến những tháng ngày đó đã cảm thấy buồn tẻ vô vị, bọn họ đều không phải Loan Loan. Lần này, đổi lại Tô Thanh há to mồm, trợn mắt. Tiêu Thác đây là thông suốt rồi sao? Tiêu Thác phối hợp bổ sung, trong thiên hạ, chỉ có một cái Loan Loan. Tô Thanh cảm động đến lệ tràn bờ đê, Tiêu Thác cái tên đại ngốc này, cuối cùng cũng trưởng thành. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Trần gia mới có binh khí tinh nhuệ, ta nếu không cưới Loan Loan, những binh khí kia đều không có duyên với ta. Người đi chết đi tên này. Tô Thanh đứng dậy, đánh Tiêu Thác một trận. Lúc Mộ Dung Khanh trở về, mặt trời đã ngả về hướng Tây. Mộ Dung Khanh còn chưa ghé Hỏa Húc Các, Tiểu Khuyên đã tới trước một bước thở hổn hển tiến đến. Sao vậy? Là ai chọc bà nội Tiểu Khuyên của chúng ta tức giận? Nhu Giao nhìn khuôn mặt tròn của Tiểu Khuyên đang tức giận mà trêu ghẹo. Tiểu Khuyên nói một cách chua chát, huyện chúa ngài cũng đừng giễu cợt nô tỳ là tức giận, rất rất tức giận. Sao vậy? Thương Mai nhìn Tiểu Khuyên tính tình rất tốt lại tức thành ra như vậy không nhịn được hỏi. Vương gia trở về rồi, Tiểu Khuyên nói. Vương gia trở về ngươi tức cái gì chứ? Thương Mai ngạc nhiên nói. Tiểu Khuyên vốn định nhịn xuống. Cuối cùng nhịn không được, Vương Phi, ngài không biết, Vương gia vừa mới vào cửa, vốn là muốn chạy đến Hỏa Húc Các, nhưng không ngờ, tiểu chủ huyền tuệ của Lam Nhược Các kia bất ngờ xuất hiện, còn trẹo chân trước mặt Vương gia, đau đến ở nơi đó rơi nước mắt. Vậy Vương gia nhà các ngươi phản ứng sao? Loan Loan lập tức hứng thú, thích nghe nhất chuyện như vậy. Vương gia tự nhiên là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng ta một chút, nàng ta thì hay rồi, lại khập khiếng đuổi theo Vương gia nói chuyện, nói thật bùi tai làm sao? Nói phụ thân mình phạt đúng tội, còn nói nếu không phải Vương gia, phụ thân nàng tham ô như thế, sớm muộn liên lụy chém đầu cả nhà, nàng ta nói Vương gia hạ chỉ niêm phong, là cứu được nàng ta, là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Đám người nghe được hiếu kỳ, lại có nữ nhi đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Loan Loan hưng phấn hỏi tiếp, vậy sau đó thì thế nào? Sau đó, Vương gia đúng là có phản ứng lại với nàng ta, hỏi nàng ta là nữ nhi của ai, còn hỏi nàng vì sao ở đây. Lúc ta trở về, Vương gia lại bị nàng dẫn đến Lam Nhược Các.
Tiểu Khuyên thở phì phò nói. Ngài ấy đi rồi, đám người khẽ giật mình, cái này không giống tác phong lão thất. Còn không phải sao, đi rồi, Tiểu Khuyên vẻ mặt đưa đám nói. Loan Loan lẩm bẩm, hẳn là, nữ nhân của tội thần, dáng dấp rất xinh đẹp. Tiểu Khuyên tức giận nói, có xinh đẹp, cũng là hồ ly tinh. Vậy chính là rất đẹp rồi. Loan Loan nhìn Thương Mai, người phải cẩn thận, vẫn là tranh thủ thời gian đuổi theo đi. Thương Mai cười nói, cô nương xinh đẹp khắp kinh thành đều có, nếu hắn bị cô gái xinh đẹp khác hấp dẫn, ta đuổi đi một người, sẽ có người khác, vậy ta sau này không cần làm chuyện gì khác, chỉ chuyên tâm đuổi hồ ly tinh thôi. Người vẫn là đừng quá bình tĩnh, Hồ Hạnh Nhi vui vẻ nói. Thương Mai nói, ta không phải bình tĩnh, chỉ là, trong kinh thành cám dỗ nhiều như vậy, ta đuổi hết được sao? Nếu tâm hắn ở chỗ ta, sẽ không rung động, nếu tâm không chỗ ta, ta gấp cũng vô dụng. Thương Mai nói như vậy, mình cũng ngơ ngác một chút, lúc nào, nàng cũng bắt đầu nói đến tâm. Cùng lão thất thành thân, hai người ở chung, tự nhiên cũng là có cảm tình, cô cũng từ từ cảm thấy, đây là tình yêu, nhưng, trên thực tế, giữa bọn họ cũng chưa từng có cảm giác oanh oanh liệt liệt. Cô thậm chí cảm thấy, nếu như lão thất yêu nữ tử khác, cô sẽ khổ sở, nhưng không đến mức thương tâm. Nhưng, bây giờ một nữ tử bình thường xuất hiện, dường như sẽ không có uy hiếp gì, miệng cô nói bình tĩnh, lại không khỏi nghĩ đến sau này nếu như nữ tử như vậy xuất hiện thật thì sao? Cô có thể bình tĩnh như vậy thật sao? Hồ Hạnh Nhi vỗ vỗ bờ vai của cô, nếu vương gia nhà ngươi đã trở về, vậy ta đi trước, không trở ngại vợ chồng các ngươi ân ái. Hồ Hạnh Nhi đi, mọi người cũng đều nói đi, dù sao, người ta chia cách lâu như vậy đâu, có bao nhiêu tâm sự. Đừng mà, ở lại ăn cơm đi, Thương Mai giữ lại nói. Mai đi, đêm nay để cho vợ chồng hai người các ngươi. Hồ Hạnh Nhi nói. Loan Loan không tình nguyện đi lắm, nàng ta và Tiêu Thác nói muốn đi qua ăn cơm, chỉ là, Hồ Hạnh Nhi nói cũng đúng, người ta là cửu biệt trùng phùng đó. Nàng ta cùng Tiêu Thác cũng là cửu biệt trùng phùng, nhưng, Tiêu Thác lại dẫn theo nàng đi dạo phố, trở về nhà mẹ đẻ, lại tới vương phủ, còn chưa nói chuyện đàng hoàng nữa đó. Lúc Mộ Dung Khanh đến Hòa Húc Các, bọn người Hồ Hạnh Nhi vừa đi. Nhiều chén như vậy, vừa nãy có nhiều người lắm sao? Mộ Dung Khanh vào cửa, thấy trên mặt bàn bày biện mấy cái chén, vội hỏi. Ừ, mấy người Hạnh Nhi vừa đi. Thương Mai đứng lên, rất thuận tay cởi áo ngoài của hắn, cái này hiền thê làm đã quen, có đôi khi, sẽ làm trong vô ý thức. Không giữ các nàng ăn cơm à? Mộ Dung Khanh hỏi. Tiểu Khuyên dọn dẹp cái chén, trả lời nói. Vương gia, đại trưởng quỹ Hồ nói muốn để vương gia cùng vương phi một mình. Nàng dùng sức nói hai chữ một mình. Mộ Dung Khanh lộ ra nụ cười, Hồ Hạnh Nhi vẫn rất thức thời. Thương Mai treo y phục lên, không để ý mà hỏi thăm, mới trở về à? Ừ, mới vừa vào cửa không lâu. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo vẻ tươi cười, nhớ bản vương. Ừ, Thương Mai nhìn hắn, thấy tâm trạng hắn dường như rất tốt, có chuyện vui ư? Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều bảo bối, bảo đảm nàng thích. Mộ Dung Khanh đưa tay trà sát gương mặt của nàng một chút, kéo nàng tới bên người, nhìn sắc mặt của nàng thế nào. Ai chọc giận nàng không vui à? Chắc là Trần Loan Loan. Tiểu Khuyên nhìn Thương Mai một chút, thấy Thương Mai không lên tiếng, nàng ta cũng không dám nói, thu dọn đồ đạc ra ngoài. Chương 705, ban thưởng thật nhiều. Thương Mai nhìn tấm mặt kiêu căng kia, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nếu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Từ lúc nào, nàng cũng hiểu tâm tình nữ nhi, bắt đầu lo được lo mất. Hôm nay vào cung, hoàng thượng đã nói gì với người? Thương Mai hỏi. Tối hôm qua khi hai người ân ái xong, cũng đã nói một hồi lâu, cũng nói chuyện của Lâm Lâm với hắn. Hắn cho ý kiến, hai canh giờ, có lẽ là có thể thực hiện. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn họ đều phải trong cung, hơn nữa, tốt nhất là Lâm Lâm một khi giả chết thành công. Có thể lập tức mang người đi. Muốn nhiều người như vậy đều ở trong cung, chỉ có một điều kiện, cử hành tiệc ăn mừng. Chỉ là, tiệc ăn mừng, chưa chắc sẽ để Hạ Lâm tham gia, như thế, cần một người làm nội ứng, người này, sẽ ngay lúc tiệc ăn mừng diễn ra, chạy đến trên yến hội thông báo, mọi người đều biết. Người này, không thể nào là Tôn Phương Nhi. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đề cập đến Lương Thụ Lâm, nhưng, Mộ Dung Khanh ý kiến bảo thủ, bởi vì, Lương Thụ Lâm không phải là người của hắn, không thể bảo đảm tuyệt đối đáng tin. Nếu như Lương Thụ Lâm trước đó báo cho Hoàng thượng, kế này không thành không nói, Hạ Lâm sẽ bị ẩn sâu hơn, chỉ sợ,
đến lúc đó sẽ giam giữ trong địa lao, sẽ dọa điên Hạ Lâm. Hoàng thượng nói, bây giờ Nhị ca và Tiêu Kiêu cũng đang trên đường hồi kinh, tiệc ăn mừng phải chờ tới bọn họ trở về mới cử hành. Mộ Dung Khanh nói, còn phải đợi bao nhiêu ngày? Thương Mai hơi nóng nảy, chủ yếu là cô có thể đợi, Lâm Lâm không thể chờ, nếu như lại trì hoãn, sẽ có nguy hiểm. Cô thấy tận mắt thấy những con rết kia, lúc nhìn thấy bọn chúng điên cuồng ác độc cắn xé độc trùng, nghĩ đến Lâm Lâm bị những con rết này cắn, trong tâm cô đau đớn không nói ra lời. Nhanh phải 10 ngày, trước sau là đại bộ đội, không có nhanh như vậy. Mộ Dung Khanh nói, 10 ngày, quá lâu, thật quá lâu. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, có thể lại tìm Tôn Phương Nhi hay không, để nàng ta cho Hạ Lâm dùng chút thuốc, tạo cho Hạ Lâm bệnh giả tưởng, chí ít, bảo đảm trong vòng 10 ngày, sẽ không lại bị hút máu. Nhưng, Tôn Phương Nhi không xuất cung, ta không có cách nào tiếp xúc với nàng ta. Vào cung thỉnh an lão quái kia vật kia thì sao? Lão quái vật, Thương Mai nhìn hắn, lúc thỉnh an rất nhiều người, Tôn Phương Nhi cơ bản không biết nói chuyện, thỉnh an xong sẽ lập tức rời đi. Với lại bên cạnh nàng ta cũng có người đi theo, không cho phép nàng ta tiếp xúc ai, lần trước cầm thuốc giả chết và thuốc giải, vì chỉ trong nháy mắt va chạm một chút, không có vấn đề gì, nhưng, nếu muốn nàng ta hỗ trợ thuốc để Lâm Lâm đổ bệnh, đây không phải chuyện một hai câu nói, tối thiểu cần thương nghị một chút, dùng thuốc gì, phân lượng như thế nào vân vân, Tôn Phương Nhi chỉ am hiểu cổ độc. Dùng thuốc hạ độc, nàng ta không am hiểu, cho nên, thuốc vẫn là chính ta phối. Mộ Dung Khanh thấy cô cau mày. Quầng thâm mắt trũng xuống, không khỏi đau lòng nói, nàng đừng quá lo lắng, việc này giao cho bản vương đi xử lý. Thương Mai có thể không lo lắng ư, việc này chưa giải quyết một ngày, đều là cái gai trong lòng cô. Ngày mai cùng nàng ra ngoài, giải sầu một chút, Mộ Dung Khanh kéo cô đến trước người, ôm vào ngực, ôn nhu nói. Người ngày mai không bận sao, còn người Thương Mai rủ xuống, lông mi đen nhánh dài nhỏ dưới vành mắt, càng lộ ra vành mắt xanh đen. Tạm thời không có. Được, Thương Mai kỳ thật không thê lên tinh thần được, nhưng, hiếm khi hắn nhàn rỗi, còn có cái tâm trạng này, nên cùng hắn ra ngoài đi một chút, bây giờ không có đầu mối, có lẽ ra ngoài đi một chút, có thể nghĩ đến cách hay cũng không chừng. Được, Mộ Dung Khanh bỗng nhiên nói, nữ nhân trong Lam Nhược Các tên Uyển Tuệ kia, ta đã sai người đưa ra ngoài. Thương Mai xém chút quên chuyện này, chàng đưa ra ngoài. Đưa đi đâu? Đưa đến chỗ Tam Ca. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Thương Mai cười một tiếng, chàng đây là để A-man thêm phiền phức. Dù sao không phiền đến nàng là được, Mộ Dung Khanh một mặt nộ khí, nữ nhân kia có tâm tư gì hắn không biết sao. Chỉ là, nàng ta đã muốn chuyển mình, trèo cao, thì cho nàng ta một cơ hội. Hoàng Thái Hậu sẽ không nói gì sao? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nói một cách thô lỗ, quan tâm bà ta nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa, bà ta không phải nói nàng không có con mới đưa hai nữ nhân này tới sao? Tam tẩu cũng không có con, vậy mỗi người một người, công bằng. Thương Mai cười ngả nghiêng, chàng đợi Tam Ca tới cửa tìm chàng tính sổ đi. Sẽ không đâu, hắn sẽ vào cung, bởi vì ta cho người nói với Tam Ca, là ý tốt của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu sao lại thừa nhận chứ? Thừa nhận không thừa nhận cũng không gấp, nàng yêu náo nhiệt như vậy, để Tam Ca cùng nàng gây náo nhiệt, xem ai công lực thâm hậu. Thương Mai cười lắc đầu, còn người còn lại đâu? Chàng định xử trí thế nào? Mộ Dung Khanh nói, mới lúc này bản vương đi gặp hai người bọn họ rồi, còn lại người kia, xem số phận vậy, nàng muốn giết thời gian cũng được, giữ lại trong phủ làm nô tỳ cũng được, dù sao vào nô tịch, bản vương cũng sẽ không thu vào làm thiếp, nàng xem đó mà làm. Được, Thương Mai nghĩ đến hắn cố ý đi một lần, chắc là có nguyên nhân. Mộ Dung Khanh thấy cô không hỏi, tự mình nói mở, phụ thân Uyển Tĩnh này. Ngày xưa cũng có khát vọng làm quan, chỉ là, từ đầu đến cuối bù không được một chữ tham. Thương Mai không nói chuyện, biết hắn muốn giúp Uyển Tĩnh một phen, chắc hẳn, phụ thân của Uyển Tĩnh kia, lúc trước quả thực có công với triều đình. Khát vọng lại lớn, như sống không qua một chữ tham, cũng uổng công, sẽ chỉ liên lụy người nhà. Bởi vì Mộ Dung Khanh nói như vậy, Thương Mai sai người tra xét một chút Uyển Tĩnh này. Phụ thân Uyển Tĩnh, tên là Diêu Nghiệp, vốn là hình bộ thị lang. Sau đến Hình Châu làm chi phủ, lần này thị sát, lại bộ vốn xem trọng hắn, định trở về sẽ trọng dụng, ai ngờ ở hình bộ làm rất tốt, cương trực công chính. Yêu dân như con, sau khi xuống địa phương công tác gặp đầy cám dỗ, lại động tham niệm, chắc lần này không thể cứu vãn, cuối cùng liên lụy tính mạng của mình. Sau khi nhà bị lục soát, nam cho vào nô tịch,
nữ chưa gả đi cũng bị bắt vào cung làm nô tỳ. Diêu gia từ sau khi xảy ra chuyện của Diêu Nghiệp, bỏ chạy hơn phân nửa, Uyển Tĩnh này không trốn, một mực mặc cho xử trí. Uyển Tĩnh là con thứ, vốn trong phủ cũng phải hai mặt lấy lòng mới có ngày sống dễ chịu, Diêu Nghiệp không quá coi trọng thứ nữ, có thể nói, Uyển Tĩnh trong phủ có thể ăn no mặc ấm, nhưng, cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt chính phòng phu nhân mà xin ăn. Kỳ thật Uyển Tĩnh này có thể bỏ chạy, bởi vì Diêu Nghiệp bị bắt đi, áp giải lên kinh thẩm vấn, còn chưa định tội, gia nghiệp chưa niêm phong, là định tội xong mới xét nhà. Nhưng nàng ta không đi. Thương Mai nghe Vương Tuấn hồi bẩm, cũng đối Uyển Tĩnh này có mấy phần hiếu kỳ. Hoàng thượng ban thưởng, liên tiếp dưới mặt đất, từ vàng bạc châu báu đến tơ lụa lại đến chi phí ăn uống, đầy đủ mọi thứ. Liên tục 3 ngày, ban thưởng không ngừng đưa đến, khố phòng vương phủ đều bị chồng đến đầy tràn. Mộ Dung Khanh vốn định đưa Thương Mai ra ngoài, cũng bởi vì thiếp chỉ được thưởng mà làm trễ nải. Ngoài hoàng thượng ban thưởng ra, mấy ngày nay, cánh cửa vương phủ đều bị các đại thần các phú thương đến tặng quà phá hủy rồi. Mộ Dung Khanh không chịu ứng phó, Thương Mai đương ra chủ mẫu đành phải đứng ra. Phàm là đưa vàng bạc châu báu, hết thảy không cần, mang về. Những món ăn uống cũng được lựa chọn trước khi giữ lại, không quá đắt. Nhưng mà, việc duyệt lễ vật, thật đúng là một công việc cần kỹ thuật mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.